Hồi thứ 13, nay lại nói cả đoàn hỏa thân vẫn còn đang rong chơi ở Thúy Di Hiên. Thúy Hoa, Thúy Hoàn, hai người lại hát hai ca khúc. Khi ấy Trương Thiên Hoành bèn nói, hai cô, muốn thế nào thì thế cũng phải hát để cho lão gia vui vẻ. Khi ấy, ông tề chủ quán cũng bơ đỡ thêm vào, rằng đúng. Hai chị em, người nọ nhìn người kia, người kia nhìn người nọ rồi nói, thưa ông Trương, xin ông chọn bài hát đi. Trương Thiên Hoành bèn nói, hát bài nào là tùy các cô, Thúy Hoàn bèn cất tiếng hát trước vào khỏi cửa, chàng kéo, ôm em vào ngực, em vội vàng mở rộng tấm chăn, chàng thương yêu em, vô cùng ghê gớm, bên ngoài là nghĩa anh em, bên trong là tình oanh yến, mọi người nghe xong đều gieo hò, khen hay, bên ngoài, một tên hầu từ hòa phủ thở hồn hển chạy vào sân. Anh ta bị phu kiệu của hòa phủ ngăn lại hỏi, đến đây làm gì, tên hầu đáp, sư gia đang cần tìm tướng gia nên sai tôi đến đấy xem xem. Người phu kiệu đã nói bậy, xưa ra tìm tướng ra để làm gì. Tên hầu biết người phu kiệu làm khó dễ, nài nỉ, ông lớn ơi, xin ông cứ vào bẩm báo cho một tiếng. Người phu kiệu không nghe, mà cứ đem tên hầu ra chiêu tức, mua vui. Người hầu hoàng quá bắt đầu xô đẩy rằng co, Trương Thiên Hoành nghe tiếng xôn xao ở ngoài sân liền đứng dậy đi ra. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, bèn quay lại bẩm với hòa thân, thưa lão gia, họ nói rằng Lưu Đại Nhân Lưu Dung tìm ngài. Hỏa thân nghe xong, cười ha hả, nói về phủ hay không về phủ đó là quyền tự do của ta. Trương Thiên Hoành, anh sang cửa bên này Thúy Du Hiên cắt một tên đứng gác, nếu thấy Lưu Dung tới, thì anh phải vào bẩm ta ngay. Nói xong, liền bảo lão chủ tề, lão tề, có chỗ nghỉ chân không? Lão chủ tề vội vã đã, ngài nói là, xin mời ngài sang bên này, vừa nói vừa ra hiệu cho Thúy Hoa, Thúy Hoàn đỡ hỏa thân vào trong phòng lão chủ tề nhìn trương thiên hoành trương thiên hoành nhìn lão rồi hai người bật cười sằng sặc trường thiên hoành hỏi khởi hồng đâu lão chủ tề nói không phải chỉ riêng có khởi hồng mà còn cả con em nó nữa nói xong hai người bèn đi ra bên ngoài ở đó họ nghe thấy tiếng cười ré lên của thúy hoàn hai người nhìn nhau một lát rồi ra khỏi nhà độ chừng đến chiều trương thiên hoành và khởi hồng đã làm xong xuôi mọi chuyện hai người nằm bên giường nói chuyện xuông. Chợt có một tên hầu vội vã gõ cửa, Trương Thiên Hoành quát gì thế hữ, tên hầu từ bên ngoài đã lưu dung đến, Trương Thiên Hoành đã biết rồi, nói xong, mới xuống giường, chạy tới phòng hòa thân. Khi đó trong phòng hòa thân rất yên ắng, Trương Thiên Hoành không dám pha dối, liền đứng lại dưới cửa sổ lắng nghe, và chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ, lúc ấy mới biết rằng hòa thân còn đang ngủ. Nên đứng chôn chân lại bên cửa sổ. Phải một lúc thật lâu, Thúy Hoàn ra ngoài đổ nước, Trương Thiên Hoành mới hỏi, lão ra thế nào rồi, thấy Hoàn đã tỉnh rồi, lúc đó hỏa thân ở phòng trong, nghe thấy tiếng nói mới hỏi, có chuyện gì đấy, Trương Thiên Hoành từ bên ngoài cửa sổ đánh tiếng, chủ tớ, hai người, kẻ bên trong, kẻ bên ngoài, cách nhau một khuôn cửa sổ, Trương Thiên Hoành đem việc lưu dung tới Thúy Di Hiên trình lên. Hỏa thân nằm trong nhà, tiếng ngắn, tiếng giải nói, đây là Thúy Di Hiên ở Thúy Di Hiên này có ca kỹ. Ta và ngươi đến đây nghe hát, vậy thì Lưu Dung cũng có thể tới cũng có thể nghe, cũng có thể chơi. Đây chẳng phải là nhà ta, không thể coi là ta không cho hắn gặp, cũng không thể tính là ta đóng cửa không cho hắn ăn uống. Hoàng thượng bắt hắn sáng sớm mai vào trầu là phải trả lời, vậy tại sao lại cho hắn đến tìm ta? Điều đó chứng tỏ rằng, hắn, Lưu Dung và ta có việc khác nhau, như vậy là chẳng có gì hay ho cả. Hòa thân bảo Thúy Hoàn châm một điếu thuốc, nâng lên hút, rồi nói tiếp: "Hôm nay ta sẽ không đi khỏi Thúy Di Hiên này, nếu như hắn, Lưu Dung không chịu tới Thúy Di Hiên, thì ta xem hắn, cái thằng già họ Lưu ấy, ngày mai sẽ trả lời hoàng thượng ra sao." "Còn như hắn, Lưu Dung mà mò tới Thúy Di Hiên này." Ha ha. "Ngày mai, văn võ bá quan đều sẽ biết rằng lão già Lưu gù cũng đã mò vào nhà thổ." Hòa thân còn chưa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài cửa có người cao giọng nói, hòa đại nhân, liêu dung đang ở đây, hòa thân không nghe thì thôi, đã nghe thấy thì lập tức luống cuống hết tay chân, vội vã nhòm dậy, rồi lại nằm xuống, rồi lại dậy, cố sức bình tĩnh lại, vội vã nói, có tôi đây, có tôi đây, nói xong, liền đầy đầy thúy hoàn, thúy hoa bảo vuốt lại nếp áo quần, chờ cho một lát, hòa thân quả luống cuống, trong lúc bối rối còn bị điếu thuốc làm bỏng cho một miếng, hết bối rối mới nhắc nổi mình dậy. Thúy hoàn ra mở cửa, Lưu Dung đứng sững ngoài cửa, không vào. Lưu Dung bắt đầu nói, hòa đại nhân, tôi chờ ngoài cửa quá lâu rồi đấy. Hòa thân vội vàng nói, tôi khí không phải, tôi khí không phải, nói xong, liền cao giọng gọi, thiên hoành, bầy tiệc, Lưu Dung đâu có chịu nghe, nhưng hòa thân cũng đâu có chịu lui. Một người cố kéo, một người cố chối, rằng co mãi, Lưu Dung chẳng thể từ chối được, nên đành nhận lời nói, hòa đại nhân, vậy việc chính bao giờ bàn, hòa thân cười cười trên bàn tiệc, trong khi thay cốc đổi chén, nói càng tiện. Có điều xin lưu đại nhân cứ yên tâm, đây cũng chỉ là một việc nhỏ thôi. Nhỏ thôi, nhỏ thôi, bàn tiệc được đặt ở trong hoa sảnh dãy nhà bên phía tây. Hai tên hầu đứng trong chiếc lò than đắp bằng đất dưới hiên nhà, chỉ có một việc đun trà, hâm rượu. Lúc này hòa thân và lưu dung đã cởi áo ngoài, ngồi vào bàn tiệc. Hòa thân vòng tay nói, Lưu Đại Nhân chưa bao giờ đặt chân tới những nơi giải trí mua vui này, đạo đức ấy thật đáng khâm phục. Theo luật lệ của Hoàng Triều, mệnh quan của Triều Đình không được phép ngủ lang ở nhà con gái đẹp, lại càng không được phép đến mua vui giải trí ở những nhà ca kỹ, điếm đàng. Nhưng đã đến bước này, thì luật lệ cũng là những lời văn rỗng tuếch, chẳng ai chịu thi hành nữa. Nghe Thượng Thư Bộ Hình nói, trong mấy chục năm đầu các quan còn không dám mở tiệc trong các nhà hát. Còn bây giờ ấy mà, lưu đại nhân của tôi à, hư thân mất nết đã quen, chẳng phải nói ai xa, mà ngay trong hàng các quan cửu khanh, bát tỏa, đều đường hoàng ra ra vào vào các nhà kỹ nữ như không. Ôi chao, thói đời là vậy, thói đời là vậy. Uống, uống, qua một tuần rượu, hòa thân chê rượu không đủ ngon liền bảo với Trương Thiên Hoành. Trương Thiên Hoành, anh sai người về phủ, mang các loại thông tiêu hương, để đã lâu năm ấy tới đây. Lưu Dung vội nói, không cần thiết, hòa đại nhân, thịnh tình xin bái nhận, chỉ có điều tiểu đệ đây tử lượng rất kém. E rằng lại uống thêm cách, thông tiêu hương, đó của hòa phủ, thì càng không chịu đựng nổi. Huống hồ, rượu cũ, lâu năm, vị ngọt mà đậm, say chết người. Hòa thân cười nói, hà tất phải lo, tuy nói là một vò rượu cũ, như qua ngày qua tháng, khi mở niêm phong ra, cũng chỉ có nửa vò loại rượu cũ này đương nhiên là phải uống cùng với rượu mới lưu huynh không phải quá lo hơn nữa tôi còn bảo trương thiên hoành xẻ ra một ít cho hắn uống cùng với văn thừa tưởng kỳ vài chén nên số còn là cũng chẳng là bao nhiêu nữa bảo đảm ông anh không thể say đổ được đâu nói đến đó bèn ngoảnh ra ngoài cửa sổ cao giọng trương thiên hoành đã đi lấy rượu chưa đấy có tiếng đáp lại xin lão gia yên tâm đi từ lâu rồi ạ à? chỉ một lát sau trương thiên hoành đã đem vỏ rượu thông tiêu hương do hòa phù cất lấy để đã lâu năm về hầm nóng đặt vào một góc bàn ngoài sân cũng đặt thêm hai bàn tiệc trương thiên hoành tiếp văn thừa và tưởng kỳ cùng uống hòa thân thấy bên trong cũng như bên ngoài hầu như hòa thành một cũng lấy làm tự đắc mặt đỏ bừng bừng nói tốt lắm lưu dung ngồi trên bàn tiệc lòng dạ vô cùng thấp thỏm còn bụng dạ nào mà uống rượu cho được nhung ông biết rằng nếu không uống bữa rượu này, việc của Hoàng thượng sẽ không nhắc tới được, rồi ra ngày mai biết trả lời Hoàng thượng ra sao. Ông hiểu biết sâu sắc nhân phẩm và tính cách của hòa thân, nhưng vì buổi trầu sáng sớm ngày mai, nên đành cứ phải vươn cổ ra mà uống, nhưng đồng thời lại phải luôn nhắc mình rằng, không được uống say, vì một là mất mặt, chẳng nói làm gì, hai là hỏng mất công việc thì hỏng to. Thế là nhấc chén, ngoặc tay, mà uống hòa thân cũng nghĩ rằng với câu đối hôm nay vua càn long đã xem tới nhưng lại không nghĩ rằng nó cũng đã tới chiều ban và nói cho lưu dung biết điều đó cũng có ý để cho lưu dung thưởng thức song cũng chính điều đó đã làm cho hòa thân đắng cay ngầm trong dạ do cái tài sơ học thiền của mình nên có lúc cũng cảm thấy bực bội mặt khác hòa thân cũng rất tri ân hoàng thượng cuối cùng hoàng thượng đã để lưu dung đến hỏi han mình nếu không làm sao có được bữa tiệc hôm nay Nghĩ đến đó, bất chợt hòa thân cảm thấy đắc ý, chợt nhìn thấy đậu lạc ở trên bàn, bèn nói, Lưu đại nhân, tiểu đệ bất tài, mới nghĩ ra một vế câu đối. Lưu dung đáp, xin mời, hòa thân nói, hai đĩa đầu, lưỡng điệp đậu, Lưu dung đáp, một âu dầu, nhất âu du, hòa thân nói, ấy là tôi nói, hai con bươm bướm trọi nhau. Lưỡng điệp đấu, Lưu Dung nói, ấy là tôi cũng nói, một con hải âu bơi lội, đấy chứ nhất Âu Du hòa thân lại nói chữa tôi nói là hai con bướm trọi nhau trong rừng Lâm gian lưỡng điệp đấu Lưu Dung đáp lại tôi cũng nói một con hải âu bơi lội trên nước đấy chứ thủy thượng nhất Âu Du một hòa thân liên tục tán thưởng khen ngợi rồi nói Lưu đại nhân bây giờ ta ra một tiểu lệnh ai ra đối đối phương không đối đó sẽ bị phạt ba chén rượu Lưu Dung đáp được thôi hòa thân tự cho mình là người khiêm nhường nhã nhặn bèn nói xin mời lưu đại nhân ra trước lưu dung nói xin mời hòa đại nhân ra trước cho hai người cứ nhường nhịn đùn đẩy nhau mãi hòa thân nói hôm nay tôi làm được một việc lớn tôi là chủ khách phải theo chủ lưu dung cười khà khà nói xin lĩnh ý ông suy nghĩ một lát rồi nói trời xanh ba thước vóc tam xích thiên lam đoạn hòa thân suy nghĩ tính trong bụng số đối với số đất đối với trời rồi bỗng nhiên nhớ ra được tên một vị thuốc bèn đối địa hoàng sáu vị viên lục vị địa hoàng hoàn lưu dung nghe xong liền bật cười nghĩ khác tuy rằng cũng chẳng hay ho gì cho lắm nhưng cũng gọi là chỉnh nên khen thật không chê vào đâu được hỏa thân rất lấy tâm đắc ý bây giờ đến lượt hỏa thân ra vế thách hỏa thân nghĩ đến nẫu ruột nẫu gan chợt nghĩ tới trước đây hai ngày đã phò hoàng thượng xem một vở tuồng tên là cầu gãy đoạn kiều và nghĩ ngay tới bạch nương tử với hứa tiên sau đó sắp xếp lại một chút và ngân nga đọc. Hôm nay qua cầu gãy, cầu gãy hôm nào gãy, kim nhật quá đoạn kiều, đoạn kiều hà nhật đoạn. Trong khi hòa thân ra vế thách, cũng đúng là lúc Lưu Dung nhìn thấy một vành trăng từ từ mọc lên, bẻn đối đêm mai dạo trăng sáng, trăng sáng mấy đêm trăng, minh giả bộ minh nguyệt, minh nguyệt kỳ giả minh. Cả đám đồng thanh tán thường, lúc này hòa thân đã thấy có chút nàn lòng, gã biết rằng nếu lấy học lực ra mà nói thì gã còn thua xa Lưu Gù, nhưng việc mà Hoàng thượng đòi hỏi là bắt Lưu Dung phải đối câu đối, cho nên gã mới dùng tới cái tiểu lệnh trong việc đối đáp này. Gã cô nghĩ, trong lúc mông lung chợt nhận ra rằng đèn đuốc đã thắp sáng, thầm khen, ta thật là thông minh, rồi nói, xin Lưu Đại Nhân nghe cho, đèn lửa sáng bừng trời, hỏa trúc sung thiên lương. Hỏa thân còn chưa dứt lời, thì ngoài sân, có một đám trẻ không cẩn thận làm rơi vỡ cái gì đó, kêu loảng xoảng lưu dung điềm nhiên cười nói đứa bé đã đối hộ tôi rồi đấy hòa thân không hiểu hỏi lưu đại nhân nói gì cơ ạ à? lưu dung đáp bát sứ rơi vang đất từ huyền lạc địa hưởng mọi người nghe xong vế đối lại nhiệt liệt hoan nghênh hai bên đối đáp cũng đã khá lâu nhung vẫn bất phân thắng bại hòa thân nâm chén nào uống uống lưu dung điềm nhiên nói hòa đại nhân ông có thể đem chỉ ý của hoàng thượng nói cho tôi biết với có được không hòa thân bật cười lớn lưu đại nhân yên tâm nếu như việc quân quốc đại sự tiểu đệ này đâu dám chậm trễ chẳng qua chỉ là việc rất nhỏ thôi mà nói tới đây hòa thân bất chợt giật mình đã là việc của hoàng thượng ai dám bảo là việc nhỏ lưu dung cũng biết rằng hòa thân đã lỡ lời nhưng coi như không để ý tới nói xin mời nói nói tới đây trong lòng hòa thân bỗng nảy sinh ra một mưu kế bụng nghĩ sao không nói việc đối câu đối hôm nay nói cho Lưu Dung biết, và cứ chỉ như là chuyện đấu rượu thôi. Trong lúc đang suy tính thế, thì từ bên ngoài đã bưng vào món cá hầm cách thủy nóng hôi hồi. Ông chủ tề, đứng ở một đầu bàn, cung kính giới thiệu món ăn, giả thưa đây là món, rau lòng náo hải. Hòa thân cười khăng khạc hỏi, sao lại gọi là món rau long náo hải? Ông chủ tề đáp, món này bao gồm giống trạch ở phương Bắc, cùng với lươn ở phương nam và cá nheo hồng đặc sản của một vùng nghỉ mát nổi tiếng là thừa đức chế biến ra rồi đem hấp cách thủy cần phải giữ lửa liên tục trong nửa ngày cho nên phải chờ tới tận giờ mới mang lên hầu được hỏa an nhìn đĩa thức ăn nghĩ ngay tại vế câu đố đang định đọc ra thì lấy làm đắc ý lắm rồi đứng dậy hỏi còn bao nhiêu rượu một tên hầu đá con rót được độ ba bát đầy hỏa thân vội vã nắm lấy cánh tay lưu dung nói lưu đại nhân tôi có một vế thách đối nếu Lưu đại nhân đối được, tôi xin uống ba hơi cạn ba bát rượu đó, còn nếu như Lưu đại nhân, Lưu Dung Đáp nếu không đối được, tôi phải uống hết chứ gì? Thực ra Lưu Dung mới chỉ là hỏi vậy thôi. Ai ngờ Hòa Thân nghe xong, liền cất cao giọng ra lệnh, rót rượu ra, bọn hầu trẻ đem rượu rót ra, đầy tràn ba bát, đặt ở một bên. Hòa Thân nói, "Lưu đại nhân, xin nghe cho kỹ, vế đối này mà ngài đối được, việc ngày mai sẽ do mình tôi gánh vác." người không đối được, hoàng thượng cũng sẽ chẳng gây khó dễ gì cho ông đâu. Lưu Dung hơi ngỡ ngàng, hòa thân lại rất hăm hở nói, Lưu Đại Nhân, xin ngài nghe cho kỹ, về thách đối của tôi lấy ngay đĩa thức ăn này làm đề. Lưu Dung nói, xin mời đọc, hòa thân đọc một loài không vẩy, trạch ngắn, lươn dài, nheo ngoác miệng, nhất xuyến vô lân, thu đoạn, thiện trường, niêm trụy đại. Đọc xong, đôi mắt tròng chọc nhìn Lưu Dung. Lưu Dung nghe xong, trong đầu như có một tiếng nổ, bùng. Bụng nghĩ, hòa thân tài thô, học thiền, không thể bỗng nhiên mà nghĩ ra được một vế thách đối như thế. Nhưng nói ra vào đúng lúc này, thật khéo léo, thích hợp không thể nào hơn. Chắc hẳn là hắn đã có sự bàn bạc phối hợp với lão chủ quán này, để quật ngã ta đây. Nghĩ ngợi một lát trong lòng càng thêm bối rối, với vẻ trầm tư, lưu dung nghĩ, bất kể rằng, hỏa thân cố ý gây khó dễ cho ta hoặc như vế thách này do một người khác nào đó nghĩ ra cũng thế thôi vế thách này mới nghe xem ra có vẻ bình thường nhung thực tế lại vô cùng hắc búa nghĩ mãi chẳng tìm ra được một mối gỡ nào ông bất chợt đứng bật dậy hòa thân kéo kéo vạt áo ông lưu đại nhân lưu dung chỉ vào ba bát rượu hòa thân hiểu ý nói tất nhiên tất là phải vậy lưu dung hỏi quân tử nhất ngôn mấy ngựa khó đuổi kỳ mã nan truy hòa thân nghe xong nói ngay bốn tứ, đồng thời chìa ra bốn ngón tay, lưu dung mỉm cười, chữ, tứ, của, tư mã nan truy, là tên một loài ngựa, chứ không phải tứ là bốn con ngựa đông. Nói xong, ông rời chỗ, bưng lấy một bát rượu, uống cạn. Hai bát còn lại cũng đều mỗi hơi một bát, lưu dung quay lại, khoanh tay trước mặt hòa thân, hòa đại nhân, xin cáo từ, mới chỉ bỏ đi được mấy bước. Ông đã thấy trời nghiêm đất ngả, rồi, quẹ, một tiếng, nôn sạch. Hòa thân vội chạy lại đỡ, uống quá rồi, uống quá rồi, lão tể đâu, vục lưu đại nhân vào phòng nghỉ, văn thừa và tưởng kỳ cũng vội chạy tới. Hòa thân bảo, các anh hãy cứ đi uống rượu của các anh đi, các anh chẳng có việc gì ở đây cả. Hai người thấy tể tướng hòa nói vậy, cũng không dám đỡ lưu dung nữa, đành đứng chơi tại đó. Lưu dung được lão chủ tể đỡ, đứng đó một lát, rồi lè nhè nói, văn thừa, tưởng kỳ, ta về thôi, hòa thân nghe nói vậy cũng chẳng tiện cô giữ, bèn dặn dò, các anh phải hầu hạ cho chu đáo đấy. Văn Thừa và Tưởng Kỳ cùng chạy lại, đỡ Lưu Dung, rồi chậm rãi đi ra phía ngoài. Đi được vài bước, Lưu Dung quay người lại nói, Hòa Đại Nhân, xin ngài dừng bước, Hòa thân vốn là vẫn đứng nguyên tại chỗ, khi nghe Lưu Dung nói vậy, liền dấn lên mấy bước, theo sau Lưu Dung và nói, thật là đắc tội, đắc tội, hôm nào phải sang quý phủ tạ tội, ra khỏi cổng hòa thân đúng nhìn lưu dung lên kiệu lại nói xin cẩn thận đoàn người khanh kiệu của lưu dung đi đã xa hòa thân mới thấy mừng thầm trong giả và cúi người vái một cái thật dài theo hướng kiệu đi lại nói đoàn của lưu dung về tới lưu phủ lưu dung được văn thừa và tưởng kỳ vực vào sân vợ của lưu dung là lâm đại gia vẫn một mạch ngồi trực ở nhà vội vàng đi từ trong nhà ra chợt nhìn thấy lưu dung phải có người vực đi bất chợt giật mình hỏi ngay sao vậy văn thừa nói lại qua loa mọi chuyện lâm đại gia không nói một câu vực lưu dung và nói với văn thừa và tưởng kỳ các anh xuống nhà đi nghỉ đi rồi đi vào phòng ngủ lâm đại gia đặt lưu dung nằm yên ổn trên giường rồi gọi a hoàn kỳ hà ham trà thật đặc để xúc miệng lại lấy khăn nóng lòng mặt lưu dung khu khu tay có ý bảo tất cả ra ngoài lâm đại gia thổi tắt đèn rồi cùng với kỳ hà đi về phòng mình thực ra lưu dung uống không nhiều Bà bát cuối cùng cũng đều nôn ra hết. Nhưng rượu của hòa phủ qua là thứ rượu, cất lâu ngày, rất thơm ngon, nên ông mơ màng thiếp đi. Sau khi lâm đại gia về phòng mình, bèn bảo kỳ hà đem món rùa rùa, bà ba hấp cách thủy lúc chiều, bắc lên bếp đun lại, rồi vừa sai bảo kỳ hà vừa chú ý xem Lưu Dung có động tĩnh gì không. Qua khoảng độ một canh, Lưu Dung chợt tỉnh giấc, cảm thấy cơn say cũng đã qua đi rồi nhưng vẫn cứ nằm yên trong bóng tối nghĩ lại những chuyện lúc ban ngày, cùng các câu đối đối đáp với Hỏa Thân. Ông nằm đó, cảm thấy đói, bèn gọi Lâm Đại gia. Lâm Đại gia vừa chợt nghe tiếng Lưu Dung gọi, cũng gọi Kỳ Hà, chờ đó một lát, rồi sẽ bưng bát canh lên, còn mình đi trước vào trong phòng. Lưu Dung vui vẻ, kể lể cho phu nhân nghe chuyện ở Thúy Di Hiên. Lâm Đại gia nghe xong cũng rất vui hỏi, thiếp cứ tưởng đó là chuyện gì? thì ra chỉ là một vế câu đối thôi tướng công hãy cứ nằm nghỉ đi đã, một lát nữa Kỳ Hà sẽ bưng canh giã rượu lên. Trong khi đang đói, Kỳ Hà đã vào phòng, trao món canh cho Lâm Đại Gia, Lâm Đại Gia bưng tới cho Lưu Dung, Lưu Dung ngồi dậy nói, tôi đói quá, Lâm Đại Gia tiếp lời, nửa ngày nay nào đã ăn tí gì đâu, Lưu Dung bung bát canh đặc, nấu bằng ba ba rùa rùa, húp liền mấy hơi, và chỉ nói, khát quá, rồi đòi ăn thêm. Kỳ Hà lại đi bưng lên một bát to hơn, liều dùng đỡ lấy, rồi lại một hơi húp hết đến già nửa bát, sau đó mới hỏi, đây là canh gì vậy? Lâm đại gia nói, đun nấu từ lúc ban ngày cơ đấy, cứ đặt trên bếp suốt. Canh này nấu toàn bằng loại cá có mai, Lưu Dung cũng chẳng để ý tới những lời nói ấy, chỉ biết ăn tiếp. Rồi rột nhiên, Lưu Dung ngẩng đầu lên, cặp mắt lóe sáng hỏi, phu nhân, đang nói lại xem, canh gì? Lâm đại gia cảm thấy hơi khó hiểu, nói thì thiếp đã chẳng nói với tướng công rồi đó sao là canh loại cá có mai cùng với cầu khởi lưu dung vỗ tay xuống giường nói cảm ơn phu nhân về bát canh rùa rùa ba ba loại cá có mai này nói xong ông bật ra khỏi giường độ ngày hôm sau buổi trầu sớm lưu dung lên điện với tinh thần rất phấn chấn vua cản long ngồi trên ngai rồng xong bèn nhìn lưu dung rồi nói với hòa thân hòa ái khanh người đã nói chuyện đó với lưu ái khanh chưa hòa thân đáp giả nô tài đã có nói nhưng không biết rằng lưu ư đại nhân nghe có rõ hay không thôi ạ à? vua càn long cười kha kha hỏi lưu dung việc hòa thân nói với người người nghe có rõ không lưu dung đáp thần nghe rõ vua càn long nói một khi đã nghe rõ thì không biết đã nghĩ xong chưa lưu dung đáp thần đã nghĩ xong vua càn long nói vậy thì đối đi khi đó hòa thân tâu khai bẩm vạn tuế văn võ bá quan trong triều không phải rằng ai cũng đều đã biết hết, không biết con nên đọc lại một lần cho các quan cùng thưởng thức hay không. Văn võ bá quan trong triều đình, thực tình vẫn không biết rằng giữa vua Càn Long cùng với Hòa Thân và Lưu Dung đấu đá nhau cái gì, nên cũng muốn biết cho tường tận, nên đã đồng thanh thỉnh cầu cho biết. Vua Càn Long bèn nói, "Hòa Thân, ngươi đọc đi." Lúc đó Hòa Thân thực không dám đem chuyện hoàng thượng trốn ra khỏi cung cấm đi chơi rông nói ra trước mặt văn võ bá quan vì sợ nhà vua mất mặt đồng thời cũng không dám nói chuyện tối hôm qua, do mình đã hồ đồ, bất cần dám nhận vơ cái vế thách đối kia là của mình, đem ra đố lưu dung. Nên chỉ đành nói Đức Vạn Tuế đã có một vế thách đối tuyệt vời, diệu kỳ không gì so sánh nổi, thật đúng là diệu kỳ không có gì so sánh nổi, như thế này. Hòa thân hàng lại giọng ngâm nga một loài không vẩy, chạch ngắn, lươn dài, nheo ngoác miệng, nhất xuyên vô lân, thu đoạn, thiện trường, niêm chủy đại cả triều đình văn võ nghe xong đều nhất một khen hay xôn xao tán thường đúng là một vế tuyệt đối tuyệt đối kỳ diệu diệu kỳ vua cản long nhắc nhở lưu dung lưu ái khanh vế đối lại của ngươi ra sao lưu dung sang sảng đáp lại vế đối của thần là ba giống có mai rùa tròn vích dệt cua không đồng tam nguyên hữu giáp quy viên miết biết giải đầu vô quần thần lại được một phen tán thưởng vua cảm long nghe xong vế đối trong lòng cũng thầm khen ngợi Lưu Dung, kỳ tài, quả là kỳ tài vậy. Một lát sau có cho đình thần yên yên lại, vua Cản Long nói, Lưu Ái Khanh thật quả là một tay tài hoa, vua Cản Long nhìn khắp là các vị quần thần của mình, rồi đưa ra lời gian dạy mang danh là trọng thần của Giang Sơn xã Tắc muốn đảm nhiệm được công việc, muốn làm được chu đáo mọi việc, phải nhanh nhẹn, thông hiểu. Cần mật tất không thất thoát, thông mẫn tất không trì trệ, không thất thoát không trì trệ có như vậy mới gọi là làm hết chức phận của một kẻ trọng thần vậy. Đã rõ cả chưa, quần thần giả ran, vua Càn Long lại nói, ngày mai sẽ khởi giá hồi kinh, quần thần hãy trở về dọn dẹp, thu xếp cả đi. Hồi thứ 14, vua Càn Long cùng với các đại thần hồi loan về Bắc Kinh. Loạn lạc vùng biên cảnh Tây Nam Tây Bắc đã dẹp xong, bể yên sóng lặng, thiên hạ Thái Bình. Vua càn Long cùng Hương Phi ngày ngày yến tiệc nhảy múa ở trong cung, vô cùng thoải mái các đại thần cũng bình an vô sự, kinh sư yên ổn, phồn vinh. Nay nói về Thuận Thiên, phủ doãn lưu quế, một hôm đang có mặt ở cung đường. Chợt nha vệ đến báo rằng, ở Tuy An Đức thuộc phía Tây Thành, có vụ án chết người. Ngay lập tức lưu quế phái người đi điều tra, chẳng mất bao nhiêu thời gian, người đi kiểm nghiệm xác chết đã về báo. Còn xin bẩm lên quan phủ doãn rằng, người chết là một thầy lang ở trong ngõ Tuy An Đức thuộc phía Tây Thành tên là Mạnh Bật Khoa. Hơn 50 tuổi, con đã xem xét kỳ, tứ chi đều nguyên vẹn, ngũ thể không thương tổn, nhưng chết vì một nhát dao đâm vào ngực. Cùng lúc đó, nhà dịch cũng trình lên một chiếc ví đựng tiền, nói chiếc ví này là cậy từ trong tay người chết ra. Trình lên đây, Lưu Quế cầm lấy chiếc ví, xem xét tỉ mỉ một lát, rồi nói, chiếc ví thường là vật trao duyên, định tình, mà lại bị giết chết tàn bạo như thế, xem ra trong vụ án này tất phải có chuyện tình ái gian dâm nhưng anh có biết cái ví tiền này là của ai không người nơi xảy ra vụ án nghĩ một lát rồi nói bẩm quan lớn con không biết chiếc ví thêu này tất là phải do tay đàn bà con gái thêu ra mạnh bật khoa có một cô con gái tên là văn nương quan lớn cho gọi cô ta tới đây cứ hỏi một cái là biết ngay Phủ doãn liêu quế liền nói văn nương hiện ở đâu nhà dịch đáp hiện đã cho đưa về đây đang chờ hầu ở bên ngoài Lưu Quế bèn đập miếng gỗ lệnh, phán, cho dẫn vào, do cái chết quá thê thảm của cha nên Văn Nương đã khóc lóc đến chết đi sống lại nhiều lần. Cổ đã khản đặc lại khuôn mặt bé nhỏ cũng bệch bạc ra, hầu như không còn một tia máu nào nữa, đôi mắt cũng khóc đến sưng húp hít. Văn Nương bị dẫn lên cung đường, vừa sợ vừa hãi, lại vừa đau khổ vừa bi thương. May mà mình được bà tiết người hàng xóm tốt bụng đi kèm đưa vào cung đường, cả hai người run rẩy ngẩn ngơ quỳ xuống đó đầu cúi gằm và cũng không biết làm thế nào cho phải thuận thiên phủ doãn khi thấy đã dẫn văn nương tới bèn nghiêm giọng quát ngẩng đầu lên ván nương giật thót mình ngơ ngác ngẩng lên thuận thiên phủ doãn nhìn cô sau đó mới cầm chiếc ví theo lên hỏi chiếc ví này có phải của mi không văn nương vừa nhìn chiếc ví đã chợt rụng rời tự hỏi trong lòng chiếc ví đó đó đúng là của mình mình hôm đó thế này là thế nào nhỉ quan phủ doãn nhận ra sự bàng hoàng bối rối của văn nương thấy vui hẳn lên cười ha ha rồi lại hỏi văn nương chiếc ví thêu này của mi mi đã đem tặng cho ai hử những tên nha dịch đứng trực xung quanh cùng đồng thanh quát nói nhưng đôi mắt văn nương ngây dại không nói một lời quan phủ doãn bừng bừng giận dữ giỏi cho con văn nương này to gan dám không nói vì không sợ chết thật là độc ác đến cùng cực rồi bày đầu tra khảo cho ta, bọn nhà dịch lại cùng, giả, dạ, ran, xô vào đấm đá. Bà Tiết vội vã chạy lên, quỳ xuống trước cung đường, sau đó nói, xin quan lớn bớt giận, quan phủ doãn phẩy tay với bọn nha dịch, bọn chúng đều lui ra. Bà Tiết liền khuyên văn nương, văn nương, đừng có chỉ một mực khóc lóc như thế, quan lớn đã hỏi, thì con phải trả lời đi chứ. Đừng sợ và cũng đừng cuống, có điều gì, cứ nói hết cả ra, đi. Văn nương nhìn bà Tiết, lại nhìn quan phù doãn, rồi cô cúi đầu xuống, suy nghĩ chiếc vi thiêu này rõ ràng là Tống Lang đã cầm đi làm tín vật, làm sao nó lại lọt được vào tay ông quan này? Lẽ nào Tống Lang lại là hung thủ giết chết cha mình? Lẽ nào chính mình lại mang tới cái đại họa tử vong cho chính cha mình? Không, không thể như thế được, bụng cô nghĩ vậy, nhưng cô đã vô ý nói bật ra khỏi miệng. Lưu Quế đập bàn còn không cái nỗi gì, khai ra mau, bà tiết kề bên cũng khuyên cô nên nói mau ra văn nương không hiểu đầu cuối ra sao nhưng đã bị dồn vào cái cảnh này không biết xoay trở ra sao cô cắn chặt răng rồi buột miệng nói chiếc ví thêu là con tặng tống nói đến đây cô lại ngừng lời hai tay quan phủ ôm lấy khuỷu tay đặt trên bàn nhô mình về phía trước hỏi tống gì sao còn không nói ra văn nương kinh sợ nói tống hiễu bạch quan phủ doãn hỏi tống hiễu bạch người ở đâu người ở bản địa đã tú tài thành ta, quan phủ doãn quát bay đông, hãy tức tốc đi chóc nã, bắt ngay tên giết người Tống Hiễu Bạch về nha phủ để xét xử. Những tên chuyên đi bắt người cùng, dạ, một tiếng rồi lập tức đi bắt người ngay. Lúc này Văn Nương bắt đầu âm thầm hối hận, đáng ra mình chẳng nên nói tên Tống Lang ra làm gì. Nhưng bây giờ còn có cách nào khác nữa, nên cô vội vã bỏ thêm mấy bước, tới trước bàn quan phủ doãn, nói to, bẩm quan lớn, chàng tú tài họ tống đó chẳng chẳng tuyệt đối không thể là hung thủ được quan phủ doãn lại đập bàn câm mồm mối thủ giết cha không lo lại còn bênh vực cho hung thủ nữa xem ra mi cũng chẳng phải là một con người tử tế gì đâu đem giam vào ngục bọn nhà dịch lại đồng thanh giả ran lập tức lôi vân nương đi sau khi văn nương đã bị lôi đi lưu quế chộp ngay lấy bút viết giấy bắt người hạ lệnh cho quân lính lập tức đi bắt ngay tống hữu bạch về xét xử bọn nhà dịch lập tức ra đi lưu quế cần thẩm vấn tống hữu bạch ngay lại nói tới chuyện của văn nương và tống hữu bạch và phải bắt đầu từ chuyện của mấy ngày hôm trước hôm đó là một ngày nắng dịu gió êm ông mạnh bật khoa cha của văn nương đi chữa bệnh trước khi ra đi ông dặn văn nương đem cất tấm biển hiệu vẫn còn treo bên ngoài cửa đi để tránh có người đến hỏi han văn nương vâng giả và mạnh bật khoa liền ra đi nhưng văn nương đang ngồi theo thùa lại đúng vào lúc tâm trí đang tập trung vào đường kim mũi chỉ, nên đã quên ngay việc đem cất tấm biển hiệu đi. Có một người đàn ông, tên là Tống Hữu Bạch, nhà ở cách đó không xa, lại đương lúc mẹ già ốm đau, bèn tìm đến nhà mạnh bật khoa cắt thuốc. Nhìn thấy bên ngoài cửa có treo biển hiệu, nên bước vào trong cổng. Thấy một mảnh sân tuy không rộng lớn, nhưng xếp đặt, bố trí rất có ngăn nắp. Hôm ấy là một ngày trong xuân, Trời xanh trong trẻo trong sân có một cây ngọc lan đang tỏa hương. Tống Hiếu Bạch dừng chân đứng dưới gốc ngọc lan, tự nhiên thấy mình say đắm mùi hương, lẳng lặng rất lâu, chẳng nói năng gì. Cô Văn Nương, tuổi vừa 17, dáng vẻ tuyệt vời, mày thanh mục tú. Cô đang bận việc theo thùa, nghe thấy có tiếng bước chân ở sân, nên chạy ra xem ai. Tống Hiếu Bạch nghe tiếng bước chân, ngừng đầu lên nhìn, bốn mắt gặp nhau. Văn Nương thấy Tống Hữu Bạch là một thư sinh tuấn túng, đầy vẻ tài hoa, xem ra là một người có học và tấm lòng thiếu nữ chợt thấy sao xuyến. Bồi hồi, cô giật mình, đúng sững nhìn Tống Hữu Bạch. Tống Hữu Bạch cũng là một con người có đạo đức gia giáo rất nghiêm, biết lễ nghĩa thi thư, thuộc vào loại người đường hoàng. Thấy người đẹp nhìn mình, chàng bèn quay người lánh mặt và nói: "Tiểu sinh là Tống Hữu Bạch, đến đây cắt thuốc về cho mẫu thân, chẳng biết Mạnh Tiên sinh có nhà không?" văn nương thấy tống hữu bạch là một thư sinh đầy mình nho nhã tình xuân trong người cũng thấy tràn ngập trái tim nên cảm thấy khó xử nàng cúi đầu nói cha thiếp vừa đi chữa bệnh ở ngoài phải đến chiều mới trở về tống hữu bạch nghe xong cúi đầu làm lễ rồi nói như vậy thì tôi không dám làm phiền nữa nói xong quay người bước ra khỏi cổng văn nương nghĩ tới bệnh tình của mẹ người đàn ông chắc không thể để chậm trễ được liền đuổi theo ra ngoài cổng nói với tống hữu bạch thưa công tử nếu như bệnh cấp xin mời đốn mỏ xa khẩu chỗ gốc cây hòe già nhà thứ hai ở bên trái tìm thầy lang tề ông là bản của cha thiếp y đạo cũng giỏi lắm nếu không cấp thiết lắm thì độ một canh giờ nữa xin mời trở lại tống hữu bạch dừng chân ngoảnh nhìn cô gái thấy cô chu đáo như vậy cũng vô cùng cảm động hai người như có cái gì đó không dứt ra được đứng đăm đăm nhìn nhau một lát rồi Tống Hữu Bạch mới quay người rời chân. Thấy Tống Hữu Bạch đã đi xa, Văn Nương mới thấy ngượng nhịu, cúi đầu, quay vào nhà. Ở phía đối diện xế cửa nhà của Văn Nương, đúng lúc đó, có một người phụ nữ trẻ xuất hiện, đã nhìn thấy tận mắt và nghe thấy tận tai, câu chuyện trao đổi giữa hai người. Thế là mang theo luôn vật đang cầm trên tay, đi theo vào sân nhà Văn Nương. Người phụ nữ trẻ tuổi này, tên là Lư Hồng Ngọc, là chị họ xa với Văn Nương, chồng mới chết, hiện đang sống quá bụa tại nhà. Bước vào trong sân chị ta liền gọi, cô em của tôi ơi, khá là ân cần chu đáo đây nhé. Vừa nói lộc cộc bước vào nhà, văn và nương thấy Lư Hồng Ngọc bước vào, vội vàng đem giấu cái vật quê mùa của mình vào trong giỏ khâu. Lư Hồng Ngọc nhanh mắt bèn hỏi, cô em gái, giấu giấu diêm diếm cái gì vậy? Cho chị xem với nào, văn nương, không cho xem, hai người xuống lại rằng co với nhau. Nhưng Lư Hồng Ngọc khỏe hơn và nhanh tay hơn nên đã cướp được vật đó trời đất ơi cô em gái của chị ơi vật này có phải là để tặng cho người đàn ông ấy phải không đây văn nương xấu hổ mặt đỏ như một áng mây chiều lư hồng ngọc ôm chầm lấy văn nương nói em gái ơi thế là em mê say anh chàng họ tống rồi phải không văn nương đâu có dám nói ra nhưng rồi cô chợt nghĩ khác và hỏi chị ơi làm sao chị lại biết anh tống lư hồng ngọc nghe vậy chợt giật mình nên ự ừ ào vài tiếng rồi thuận miệng nói, chàng là bạn thân của người anh họ chỉ, họ cùng ở trong hẻm phía bắc trong ngõ tuy an đức đấy mà. Văn nương tuổi còn ít, nên không thể nhận ra đó là những lời nói dối của Lư Hồng Ngọc. Cô có biết đâu rằng trong đó còn có một ẩn tình không thể nói ra được. Lư Hồng Ngọc nói tiếp theo chị ấy mà, hai người bọn em, một người tình, một người có ý, chị đã nhìn thấy rõ mười mươi rồi. Hai người bọn em cũng có thể tính được là trai tài gái sắc cũng được coi như cái chỉ ông trời xe chị em mình là chị em tốt với nhau cái việc làm mối ấy chị nhận cho vừa nói lư hồng ngọc vừa hầy hầy vào người văn nương văn nương chẳng cười mà cũng chẳng đáp lời một mực lắc đầu chỉ nói không biết ông anh chị có chịu giúp cho không và cũng chẳng biết anh tống có chịu nhận lời cho không lư hồng ngọc nhận thấy văn nương quả thực là có một mối chân tình liền bảo em gái của chị ơi theo chị ta nên làm như thế này này Tối nay, chị đi tìm ông anh chị, văn nài anh ấy đi nói chuyện với anh Tống Hồ. Nếu quả mà anh Tống đồng cầu thân với em, hoặc như chàng không đồng ý câu chuyện nhân duyên này, thì ngay ngày mai chị sẽ trả lời cho em. Em thấy thế nào, văn nương vẫn là cô bé ít tuổi, việc đời chưa trải, mới nghe chị Lư nói thế, cũng đồng ý ngay. Cuối cùng, Lư Hồng Ngọc lại hầy hầy vào người văn nương, nói, việc này, chị xin đảm bảo, lại không thành được sao. Văn Nương thấy rằng, việc này cũng chỉ đành như thế. Hai người còn chuyện trò thêm một lúc lâu nữa, Văn Nương đem chiếc ví thêu ra thêu nốt mấy mũi chỉ nữa, thêu xong đưa cho Lư Hồng Ngọc xem. Cô Văn Nương ngây thơ, cứ tưởng Tống Hữu Bạch sẽ đến chạm ngõ nhà mình. Lại nói việc Lư Hồng Ngọc đi thẳng về nhà, cơm tối xong, liền thu xếp nhà cửa thật gọn ghẽ. Lư Hồng Ngọc thu dọn như thế để làm gì nhỉ? Nhưng thu dọn như thế, chẳng qua là chỉ để cùng với ông anh đêm nay cùng đánh bài uống rượu họ thường chơi đùa với nhau đến quá nửa đêm còn chưa đi ngủ lại nói về người anh họ của chị ta tên gọi là tiết bình như thực ra họ chẳng hề có quan hệ ruột thịt máu ngủ gì gọi là anh họ cũng chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi bình thường hai người trước mặt mọi người chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào nhưng cứ đến đêm tiết bình như đã mò đến cửa nhà lư hồng ngọc họ đã có ám hiệu với nhau chỉ khe khẽ đập đập cái vòng cửa thôi còn lư hồng ngọc đã sớm chú ý lắng nghe rồi chỉ nửa tiếng vòng đập cửa vang lên đã vội nhảy chồm ra cửa hé mở nửa cánh tiết bình như đã lèn vào được trong nhà hai người quấn tròn lại với nhau hôm đó lư hồng ngọc sớm đã tinh tươm chuẩn bị xong mọi thứ sẵn sàng chờ tiết bình như tới quả nhiên đã có tiếng gõ cửa Lưu hồng ngọc khoác áo xuống giường hé mở nửa cánh cửa cho tiết bình như lẻn vào hai người ôm nhau thành một vì vậy có bài thơ rằng chiều vàng nhớ ngày trắng mong ngóng kẻ đa tình sát nhân không đến vì chàng vì chàng mà chết hao mòn thương thay trăng gối cũng cô đơn tối tối một mình trước bàn trang điểm màu xuân nhạt chẳng tô thêm tóc rối châm nghiêng thêm bối rối tình nồng thấp thỏm ngóng thâu đêm sau một giờ mây mưa hành lạc nằm ôm nhau trò chuyện họ nói mãi nói mãi rồi nói tới chuyện lúc ban ngày lư hồng ngọc bắt gặp văn nương cùng tống hữu bạch lư hồng ngọc đã nói lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tiết bình như nghe sau khi nghe xong tiết bình như nói hay đấy lư hồng ngọc nói em đã nói với văn nương rằng em có một người anh họ mà chính là anh đấy vốn là chỗ bạn thân của tống công tử để nhờ anh ấy đi mối lái hộ bảo đảm đã nói là xong cái cô văn nương ấy vẫn còn chẳng yên tâm, lại hỏi lại, liệu ông anh của chị có chịu đi giúp không? Tiết Bình như vội hỏi, em nói thế nào? Lư Hồng Ngọc đáp, em nói, chị xin bảo đảm, lúc đó chừng như Tiết Bình như không thích thú lắm, nói, em có vẻ thích thú đấy, nhưng em chẳng cần biết xem anh có đồng ý hay không đã chứ. Lư Hồng Ngọc bèn nói, sao vậy, sao hôm nay lại thích giờ trò ra như thế? Tiết Bình như bèn giả vờ, trêu đùa, nói, thế mà em cũng tưởng là thật à? hai người lại ôm giết lấy nhau tiết bình như vừa ôm chặt lấy lư hồng ngọc vừa thay đổi cách suy nghĩ của mình lư hồng ngọc hỏi vậy là không phải anh không đồng ý chứ gì tiết bình như nói em nói đi đâu vậy lư hồng ngọc lại hỏi liệu tống công tử có đồng ý không nếu nhỡ mà không đồng ý thì sao tiết bình nhi đáp sao lại không đồng ý được cơ chứ chính tống hiễu bạch cũng đã từng nói với anh chuyện hỏi vợ rồi có điều là anh quên đi mất với lại cũng chưa có đám nào gọi là thích hợp anh nói chuyện này với tống hữu bạch chắc là anh ta rất mừng lư hồng ngọc vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi thật không tiết bình như bèn nói chắc chắn đấy em cứ yên tâm đi lư hồng ngọc lúc này mới đồng ý với hắn hai người lại ôm nhau ngả xuống giường tiết bình như giả vờ như nói chuyện chơi hỏi rõ mọi đường lối vào nhà văn nương thực ra khi tiết bình như nghe lư hồng ngọc nhờ hắn chuyện mối lái giúp văn nương trong lòng hắn thấy ngứa ngáy khó chịu cho nên tức giận của hắn chưa chắc đã là thật. Mà hắn đã nghĩ tới cô gái mới 17 tuổi này từ lâu rồi. Có điều, một là vì, Văn Nương và Lư Hồng Ngọc cũng có quan hệ họ hàng với nhau, hai là vì sợ Lư Hồng Ngọc ghen tuông. Này đã nghe Lư Hồng Ngọc nói thế, nên ngay lập tức trong lòng liền có một âm mưu. Ngày hôm sau, khi thấy trời cũng đã tối, Văn Nương thu dẹp nhà cửa, rồi rửa giấy đi ngủ. Cha vẫn ngồi đọc sách dưới đèn cô chạy lên nhà trên vấn an cha rồi về phòng riêng đi nghỉ kể từ khi mẹ qua đời hai cha con cô gần như không rời nhau nửa bước khi canh hai đã qua đi ông mạnh bật khoa cũng đã tắt đèn đi nghỉ chợt nghe có tiếng bịch rồi có một bóng người nhảy vào trong sân ông mạnh bật khoa cũng đã bị nặng tay nên không nghe thấy gì nhưng văn nương đã nhổ ngay dậy trong giả thì run run sợ sợ nên cũng không ấp gáp ra khỏi giường mà chỉ nằm trong chăn lắng nghe bóng người đó lần mò đi về hướng phòng ngủ của văn nương đi đến bên cửa sổ bèn nhảy nhẹ gõ vào cửa sổ văn nương sợ đến hết hồn bóng người đó cũng vẫn từ tốn nhảy nhẹ tiếp tục gõ cửa văn nương thấy chẳng còn cách nào khác liền lên tiếng hỏi ai bóng đen đó đã tiểu sinh là tống hữu bạch hôm nay xin đến bái kiến cô nương rất đội ơn tiểu thư đã có ý định gửi tặng chiếc ví thêu trong lòng cũng lấy làm cảm động vô cùng xin tiểu thư mở cửa để nhận lấy của tiểu sinh một cái lễ này. Văn nương nghe nói là tống hữu bạch nên cũng yên tâm được phần nào. Nhưng giữa nửa đêm, canh ba, khuya khoát mà người lại nhảy tường mà vào trộm, trong lòng cũng thấy tống công tử thật là đáng trách. Xong, cô vẫn khoác áo, xuống khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, rồi người bên ngoài, kẻ bên trong cửa sổ, cách nhau mà nói chuyện. Đội ơn tống công tử không chê thiếp là người hèn mọn tiểu nữ cũng vô cùng quý mến công tử chỉ có điểm rằng công tử đến đây vào giữa lúc này tiểu nữ thấy thật không tiện nên xin mời công tử trở lại nhà hôm khác tới thì hơn tiếng bên ngoài đáp lại tiểu thư không biết đấy thôi thực tế bệnh tình của mẫu thân tôi vô cùng nguy hiểm ban ngày không sao rời xa người được một bước cho đến tận lúc vừa mới đây người mới chợp mắt đi được tiểu sinh cũng mới được yên nên vội vã chạy tới đây ngay gấp gáp gặp mặt tiểu thư một chút tiểu thư đâu có biết lòng dạ tiểu sinh giống như dầu sôi lửa cháy kể từ buổi tương kiến hôm qua thực tế tiểu sinh đã nhớ thương đắm đuối mất rồi văn nương gấp gáp nói không tiện tiếng bên ngoài lại nói tiểu thư thật là lượng trời cao cả đã gửi gấm lưu hồng ngọc nói cho tiểu sinh biết nếu tiểu thư không cho gặp mặt thật đúng là tiểu thư đã giết chết tiểu sinh rồi vừa nói vừa quỳ xuống bên ngoài cửa nghe một tiếng bịch Văn nương vô cùng băn khoăn, bối rối, giữa nửa đêm khuya khoát, làm gì có chuyện nam nữ gặp nhau. Thêm nữa, nếu cha mà biết được chạy ra vạn hỏi, dù có muốn giải thích, thật cũng khó có đường mà giải thích nổi. Nhưng ở bên ngoài kia, Tống Hiễu Bạch, bảo đi cũng dứt khoát không chịu đi. Văn nương không dám mở cửa, chỉ biết hết lời van xin, nhưng cũng đã thấy mềm lòng. Lúc đó, bên ngoài lại có tiếng nói đau thương thống thiết một khi tiểu thư đã không chịu mở cưa, cũng tức là tiểu thư không còn thèm ngó ngàng gì đến tiểu sinh nữa rồi. Nếu đã không đồng tình, nguyện ý cùng nhau, làm sao lại phải nhờ đến chị Lư nói giúp, làm sao lại bảo gửi tặng chiếc ví theo. Văn nương nghe xong những lời nói ấy, cũng thấy mũi mình cay cay, và nước mắt ứa ra. Bên ngoài vẫn tiếp tục nói, đã như vậy thì, quả thực kẻ tiểu sinh này vẫn đang còn một bà mẹ già trên giường bệnh cần chăm sóc tiểu sinh xin cáo từ. Chỉ muốn xin tiểu thư một điều rằng, xin tiểu thư hãy hé nửa cánh cửa ra, để tiểu thư nhận lấy một lễ này của kẻ tiểu sinh, để từ nay về sau, tiểu sinh không bao giờ dám bén mảng tới đây nữa. Nói xong, Tống Hữu Bạch bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Văn nương cuối cùng vẫn là người ít tuổi mà nhân hậu, vừa mềm lòng lại vừa thương yêu Tống Công Tư. Rồi thì Tống Hữu Bạch vừa khóc lóc vừa van xin, nên những giọt nước mắt đã làm siêu lòng người thiếu nữ. Bắt đầu còn nói là không tiện, sau không nói gì nữa, cuối cùng là sưỡng người ra một lát, rồi mở cửa ra. Cửa mới từ từ mở được nửa cánh, văn nương đã thấy bóng người đứng bên ngoài, cổng lưng, cúi đầu vái chào một cái vái thật dài. Văn nương đứng ngây tại đó, không động cửa gì, anh chàng tống hữu bạch đó đã vội vã lao tới, quỳ xuống, ôm lấy chân văn nương, van xin. Văn nương đã ngã lòng, trong lòng nghĩ rằng cũng đã là đem thân hứa hẹn với người còn anh chàng tống hiễu bạch kia cứ quấn giết lấy văn nương và sự đòi hỏi tà tục của người đàn ông cũng đã bùng lên văn nương vừa kinh hãi vừa khiếp sợ văn nương không chịu nhưng làm sao chống đỡ nổi với sức lực đàn ông mạnh mẽ khỏe mạnh đè sấn cô xuống khiến khắp người cô đau đớn vô cùng văn nương thấy hối hận đáng ra cũng chẳng nên quyến luyến một kẻ cuồng si như thế này nhưng bây giờ nghĩ lại thật chẳng còn có cách nào nữa. Lòng cô rối loạn bời bời, không ngờ rằng, người đàn ông kia đã xé rách cả áo khoác của Văn Nương, rồi với cánh tay thô lỗ, cùng với sức mạnh mẽ gây gớm của mình, và bắt đầu cả gan, làm những hành động dâm tà. Thường thay cho cô Văn Nương lòng dạ dối bời, tâm thần mê muội đã để cho người đàn ông kia chiếm đoạt. Cô thiếu nữ ngây thơ chỉ còn biết khóc, và đau khổ thấy mình đã mất đi sự tiết trinh. Cô thiếu nữ kia, làm sao có thể chống đỡ nổi sự điên cuồng của Tống Hữu Bạch, thể xác cô bị dày vò. Có thơ rằng, măng ngọc nhú mầm, xinh đẹp khuôn trăng, chiếc ví con con, tàn tạ tấm thân, hoa vào chúng chính, hương tỏa ngát giống như thoa phượng đến ân cần, đã vội đón mời bằng thân ngả yểu điệu, nào đâu biết kẻ cuồng si, bẻ liễu, hoa rụng phấn rơi, tơi tả dưới chân, lại nói văn nương bị Tống Hữu Bạch liều lĩnh, bậy bạ cưỡng đoạt mất tiết trinh chỉ còn biết khóc ròng. Anh chàng Tống Hữu Bạch đó cũng hết lời dỗ dành, khuyên can. Nhà tối, Văn Nương định đi thắp đèn, người đàn ông đó đã hết lời ngăn cản, Văn Nương đành thôi không thắp đèn lên nữa. Hai người trò chuyện một lát, Văn Nương cũng chẳng thấy hợp chuyện, nhưng sự việc đã đến thế rồi, cũng đành bấm bụng cho qua. Lại một canh trôi qua, Văn Nương khuyên Tống Hữu Bạch hãy nên về nhà, anh Tống, hôm khác lại tới, còn hôm nay cũng nên về thôi nào ngờ cái tên Tống Hữu Bạch ấy, lại còn đòi hỏi cô thêm một lần nữa, Văn Nương không chống đỡ nổi, nên cũng đành mặc hắn. Có bài thơ làm chứng, mây tình mưa ý, giả còn vương, đắm sắc mê hoa, lúng tiếc thương, dây chuyện thế gian từng đã thấy, nhành non hoa bẻ, cuống say hương, đợi cho lần hành lạc thứ hai đã xong, Văn Nương bèn rút chiếc vi mới thiêu xong lúc ban ngày, nhét cho Tống Hữu Bạch. Anh chàng Tống Hữu Bạch cũng đợi cho đến khi xong lần hành lạc thứ hai chân tay mới trở nên nhanh nhẹn vơ vội lấy chiếc ví thêu nhét vào trong áo và nào còn thiết gì nghe nhũng chuyện thổ lộ si tình của văn nương một lát sau quần áo đã mặc xong rồi hôn hít qua loa văn nương mở cửa trong bóng tối đầu không thèm ngoảnh lại lại trèo tường mà ra lại nói về văn nương kể từ lúc tống hiễu bạch đã đi rồi ngồi nghĩ ngợi rồi khóc khóc lóc rồi lại nghi càng nghĩ càng thấy ngậm ngùi cứ những tưởng tống công tử là một đấng nhân tài văn chương nho nhã, vậy mà không ngờ rằng, chỉ trong một đêm nay, lại giống như một kẻ cuồng bạo, hành vi vô cùng khiếm nhã, làm khổ cả hai người, nếu như, rồi đây cả cuộc đời mình, trên cõi trần gian này, rơi vào tay một con người như thế, sẽ là bất hạnh biết bao nhiêu. Rồi cô lại hối hận rằng mình đã để cho kẻ cuồng bạo đó, được những hai lần đắc ý, một niềm hối hận khắc xương ghi dạ. Cô khóc một mạch đến tận canh năm, rồi mới thiếp ngủ đi khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau mặt trời cũng lên cao rồi người đau nhừ mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi giường nữa nhưng ông mạnh bật khoa lại phải đi chữa bệnh mà thấy con gái vẫn chưa dậy bèn đứng trong sân nói văn nương cha đi đây cha đóng cửa cẩn thận nhưng con cũng nên dậy đi thôi từ trong phòng riêng văn nương vâng một tiếng đáp lời cha ông mạnh bật khoa liền ra đi văn nương lại thiêm thiếp ngủ đi mất mãi cho đến tận gần trưa cô mới trở dậy cô mặc xong quần áo, rồi ra đi tiểu, và cũng biết rằng ngoài sân chẳng có ai. Khi vừa đi tiểu xong, quay lại, thấy có người đập cửa, vội hỏi rằng ai? Chị đây, cô ơm ơi, đúng là tiếng nói của Lư Hồng Ngọc, văn nương chẳng muốn ra mở cửa, nhưng Lư Hồng Ngọc đâu có biết nguyên nhân, nỗi niềm, nên càng thúc giục mở cửa mau hơn. Văn nương cũng đành phải đi mở cửa, Lư Hồng Ngọc mới chợt nhìn thấy văn nương, đã rụng rời kinh ngạc thấy đầu tóc văn nương rối bù, mặt mày nhợt nhạt, cặp mắt thất thần, đỏ dọc, sưng vù. Lư Hồng Ngọc túm vội lấy tay văn nương, ân cần hỏi, em ốm đấy hả? Ván nương vốn định giấu diếm không nói, nhưng không ngờ nỗi đau lại từ trong ruột bùng ra, nên bật khóc thảm thiết. Vào trong nhà, sau khi nghe văn nương vừa khóc lóc vừa kể lể, Hồng Ngọc tức giận đến dựng ngược cả cặp lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh trợn tròn, hai hàm răng trắng nghiến vào nhau kèn kẹt rồi vung tay đi tìm tiết bình như để đến chửi cho tống hữu bạch một trận thật ra gì lại nói về thuận thiên phủ doãn lưu quế thấy bọn nha dịch bay biến đi chóc nã tống hữu bạch bèn rời khỏi cung đường vào phòng trong dùng trà nghỉ ngơi chỉ một lát sau đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào biết rằng đã bắt được tống hữu bạch lập tức thăng đường lưu quế thăng đường lập tức hỏi đã bắt được tống hữu bạch về chưa nhà dịch đáp đã bắt được lưu quế nói dẫn vào bọn nha dịch đẩy tống hữu bạch vào trong cung đường ương lưu quế ngồi trên cung đường nhìn từ xa thấy tống hữu bạch mặt trắng môi hồng ngoài việc sợ hãi vì bị nha dịch bắt đi còn chưa định thần lại được thì hoàn toàn là một văn nhân nho nhã vậy mà không ngờ lại làm ra cái việc cầm thú như thế này trong bụng nghĩ vụ án giết người này nhất định phải là chuyện tình ái gian dâm tiếp theo lưu quế đập miếng gỗ lệnh lên bàn sau đó quát tống hữu bạch Ngươi đã biết tội chưa? Tống Hiễu Bạch đứng giữa cung đường, bị bọn nha dịch bắt trói từ nhà, suốt dọc đường, chỉ một mực kêu oan. Đến công đường lại bị quan phủ doãn quát hỏi như thế, lại càng mông lung mờ mịt, nên nói kẻ tiểu nhân vô tội, nghe xong câu đó, ông quan liêu quế ấy bừng bừng nổi giận, nghĩ bụng, nhìn dáng vẻ đúng là nho nhã yếu đuối thực, nhưng lại vô cùng rào quyệt. Bèn cầm tấm thẻ lệnh dơ lên nói, xem tuổi tác mày cũng còn trẻ, nhưng lại vô cùng giảo quyệt bên ngoài đầy vẻ văn nho nhưng trong lòng lại là lang sói mày đã gian dâm với văn nương lại còn giết cha cô ta là ông mạnh bật khoa nữa hai tội ác liền nhau tội chết trên một thân mày không dùng tới thực hình mày sẽ không khai tả hiểu đâu có bọn nhà dịch như hùm như sói quát thét đại hình chờ lệnh nói xong liêu quế ném ngay tấm thể lệnh xuống giữa cung đường ngay lập tức bọn nha dịch lôi tuột tống hữu bạch ra khỏi cung đường đánh cho tống hữu bạch gào thét quằn quại bật máu khắp người rồi nước lạnh xong lại kéo lên cung đường lưu quế lại hỏi tống hữu bạch nhận tội chưa tống hữu bạch như người sắp bị tắt thở thiều thào nói kẻ tiểu vô vô tống hữu bạch còn chưa nói hết lưu quế lại ném tấm thể lệnh và chỉ nói có một chữ đánh bọn nha dịch lại kéo tống hữu bạch xuống và ở dưới ngục, lại bị khảo đà bằng côn kẹp, bằng hèo với đủ các ngón đòn. Khi thấy Tống Hữu Bạch đã bị ngất đi, chúng lại lấy nước lạnh dội lên người cho tỉnh lại, rồi lôi lên cung đường. Lần này, Lưu Quế như hùng như sói nhìn thẳng vào Tống Hữu Bạch. Tống Hữu Bạch khắp người đau đến không sao chịu đựng nổi, nên chẳng nói năng gì nữa. Rất lâu không thấy nói, Lưu Quế tàn bảo, cha khảo, đến đây thực tình Tống Hữu Bạch không còn chịu đựng nổi sự tra tấn như thế nữa nên khóc mà nói, thưa quan lớn, con nhận, con nhận, Lưu Quế hỏi, mày nhận những tội gì? Tống Hữu Bạch chẳng biết nhận tội gì, bèn nói, đại nhân phán cho con tội gì, con xin nhận tội đó và xin chịu tội. Nỗi tức giận của Lưu Quế chừng như xẹp xuống, nói nhỏ nhẹ hơn, Tống Hữu Bạch, ta phán cho người tội gì, người nhận tội đó. Có nên ăn nói như thế không? Đầu còn xanh mà đã rắn mày rắn mặt, không hay gì đâu, nói xong, cười nhạt mấy tiếng. Lưu Quế lại từ tốn nói, bản quan coi ác như thù, người và cái con văn nương kia, vốn đã chẳng trong sạch gì, văn nương tặng ngươi chiếc ví, rồi làm sao mà người chết mạnh bật khoa lại nắm được nó trong tay. Trong này còn có ẩn tình, ta nghĩ nhà ngươi hiểu rõ việc đó hơn ta. Bất kể là ngươi khai cũng được, không nhận cũng chẳng sao, chỉ riêng chiếc ví thêu này, đã là chứng cư thép về tội ngươi giết người. Tiếp theo với nét mặt hầm hầm, Lưu Quế ra lệnh cho hắn ký tên, đợi khi nha dịch cho Tống Hữu Bạch ký tên xong, đem chỉnh lên. Lưu Quế nhanh chóng sắp đặt kế hoạch rồi phán Tống Hữu Bạch, giết chết mạnh bật khoa, chứng cứ như núi, chờ tới sau mùa thu xử chém. Bãi đường, nói xong, bèn rời khỏi cung đường, bọn nhà dịch lôi Tống Hữu Bạch xuống, giam vào trong ngục. Tống Hữu Bạch biết mình sẽ bị chết chém vào sau mùa thu, đã bật khóc giống lên. Lại nói về gia đình Tống Hữu Bạch, khi nghe tin Tống Hữu Bạch mắc tội giết người, và sẽ bị xử chém vào sau mùa thu, thật chẳng khác nào xét nổ ngang tay giữa lúc trời trong, cả nhà ôm nhau mà khóc lóc. Bà mẹ Tống Hữu Bạch đang trên giường bệnh, cũng khóc đến chết đi, sống lại, cô em vừa phải xô vào cấp cứu mẹ già, vừa phải chịu đựng nỗi đau thương đến tuyệt vọng. Cậu em trai ngồi dưới hiên nhà, hai bàn tay nắm chặt, những giọt lệ cứ lăn tròn, rơi xuống. Hàng xóm phố phường nghe tin nhà họ Tống gặp đại nạn, đều kéo nhau tới hỏi thăm, an ủi. Hầu hết những người đó đều không tin rằng Tống Hữu Bạch lại có thể giết người. Hàng xóm phố phường đều nói phải lên thuận thiên phủ kêu oan, đây đúng thực là tai bay vạ gió. Hàng xóm bèn hỏi bà mẹ của Tống Hữu Bạch xem vụ án này xảy ra vào lúc nào. Em gái của Tống Hữu Bạch đáp bảo rằng vào ngày 19 tháng 8, hàng xóm lại hỏi vậy thì cái ngày 19 đó, Tống Hữu Bạch ở đâu? Bà mẹ đã nửa đầu đêm, cháu chăm sóc tôi, sau đó đến lượt con em nó, nhưng thấy tôi không làm sao, nên cháu cũng về phòng đi ngủ. Hàng xóm lại hỏi, khi ấy vào khoảng canh mấy, bà mẹ đã chắc vào khoảng canh hai gì đó, hàng xóm hỏi xong và không nói năng gì nữa, bởi vì, thi thể mạnh bật khoa được phát hiện vào lúc sáng sớm. Ai dám đảm bảo rằng, sau canh hai, Tống Hữu Bạch lại không đi giết người nhà họ mạnh, lại nói em trai của Tống Hữu Bạch tuổi tuy còn nhỏ. Biết rằng anh trai mình bị mắc hàm oan, nhưng chẳng có được chứng cứ vô tội. Nên chỉ nghiến răng lại, không nói năng gì. Ngày hôm sau, liền đi đến chỗ nghi môn của khu Tây Đan Đông Đúc, nhờ người viết dùng cho một lá đơn. Cậu tự bỏ ra số bạc vụn mà cậu đã giành dụ được, trả cho người ta, rồi cầm đơn đi kêu oan. Bọn nha dịch ở Thuận Thiên Phủ nghe có người đánh trống kêu oan, bèn chạy ra xem chợt nhìn chỉ thấy một cậu bé con nên vô cùng giận dữ hỏi có việc gì cậu bé đó đầu đội đơn quỳ trên mặt đất nói huynh trưởng của con là tống hữu bạch bị khép oan vào tội chết xét sai xử sai xin quan lớn đèn trời soi xét xử lại vụ án này bọn nhà dịch đâu có nghe lọt tai những lời như thế bèn lấy gậy ra đánh đuổi cậu bé buổi trưa vẫn còn chưa được ăn uống gì càng nghĩ càng thấy oan uổng đã không kêu được oan lại còn bị một trận đánh đau. Nhưng cậu dàn lòng liều lĩnh, buổi chiều lại đi kêu oan một lần nữa. Bọn nhà dịch lại nghe thấy có người kêu oan, chạy cả ra xem lại là cái thằng bé con đó, lại dọa nạt cậu. Nhưng chẳng ai ngờ cậu bé lại quyết tâm đến thế, mặc cho đánh đá cậu vẫn một mực kêu oan. Bất đắc dĩ, bọn nha dịch đành vào trong bẩm báo. Phủ Doãn Lưu Quế vừa nghe rằng em trai của Tống Hữu Bạch đến kêu oan, nhưng chẳng có thêm dược chứng cứ mới gì liền quát rõ ràng là những lời nhảm nhí đến đây để lừa dối bản quan cho bắt giam vào ngục gia đình họ tống suốt ngày chẳng thấy cậu em đâu nên vô cùng lo lắng cho đến sáng ngày hôm sau vẫn chẳng thấy cậu trở về hàng xóm láng giềng bắt đầu bàn tán xôn xao cuối cùng có một ông lão nhà ở bên kia sân mọi người vẫn gọi là giả lưu đứng ra nói tôi thấy cả ngày hôm trước cậu bé chẳng nói năng một câu nào mà hình như cũng mang đầy u uất trong lòng tôi e rằng cậu bé đã tự chạy lên phủ nha kêu oan rồi cũng nên mọi người nghe đều thấy có lý nên những người mau mắn nhiệt tình bèn chạy lên phủ nha sau đó trở về nói không sai quan phủ doãn nói rằng toàn những lời nhảm nhí lừa dối phủ nha đã bị bắt giam vào trong ngục tìm mọi người đập thình một tiếng rồi tất cả đều im lặng nặng nề trầm ngâm lại là già Lưu đứng ra nói, "Các ông bà hàng xóm láng giềng này, tôi đã được chứng kiến anh Tống Hữu Bạch lớn lên thành người, cho đến nay đã 21 tuổi. Nếu bảo anh ta giết người, dù có phải chết, tôi cũng không tin được." Nên tôi quyết trí cái mạng già này. "Cháu gái đâu? Em gái Tống Hữu Bạch vội thưa lên, "Già Lưu nói, "Bác đưa cháu đi kêu oan, trước hết bác cháu ta hãy đến đại đường hình bộ, nếu đại đường hình bộ không tiếp nhận thì bác sẽ đưa cháu đi ngăn kiệu của một người. Mọi người hỏi, ai ấy? Một ông quan thanh liêm của triều đình, Lưu Đại Nhân, Lưu Dung. Tất cả mọi người đều bảo, phải, độ một hôm, Lưu Dung rời triều đình về nhà. Khi vừa rẽ vào ngõ Lưu Thị, chợ lừa, Lưu Dung ngồi trong kiệu đã nghe thấy tiếng một người con gái kêu oan. Tìm Lưu Dung chợt đập, thình, một tiếng, bụng nghĩ, lại lôi thôi phiền phức rồi đây. Nghĩ rồi, nói vọng từ trong kiệu ra văn thừa hỏi xem có chuyện gì vậy văn thừa liền tiến lên hỏi han lưu dung ngồi trong kiệu nghe tiếng cô con gái nói rất rõ ràng lưu dung bèn hỏi tại sao không tới đại đường thuận thiên phủ xin tái thầm cô gái trả lời đã đến kêu nhưng người đến kêu oan đã bị bắt giam vào ngục lưu dung lại hỏi cô có chứng cứ rằng huynh trưởng của cô vô tội không cô gái đó nói trong án có ẩn tình không thể nói rõ ra được khi nghe xong lời nói đó, Lưu Dung bèn vén rèm kiệu. Ông nhìn thấy một cô gái quỳ trên đất bụi, và bên cạnh còn có một ông già. Lưu Dung nhìn đi nhìn lại, rồi hạ rèm kiệu, nói với Văn Thừa đưa về nhà rồi xét hỏi sau. Văn Thừa đáp, dạ, hồi thứ 10 năm, Lưu Dung về đến phủ, vào phòng thay áo. Thằng nhỏ đem trà đã hăm sẵn, bưng lên, Lưu Dung cầm ấm trà, lưỡng thưởng đi ra giữa sân, nói với Phản Thừa, dẫn họ lên đây đi lúc ấy văn thừa mới dẫn tống tiểu muội và cả ông già vẫn ngồi đợi trong phòng vào sân lưu dung nhìn đánh giá cả hai người một lát thấy họ quần áo xoành xoàng nhưng được giặt rũ thật sạch sẽ đúng như những người dân lương thiện bèn hỏi có phải các người nói rằng bên trong vụ án còn có nhiều ẩn tình không các người thử nói lại ta nghe cô bé tống tiểu muội vẫn còn sợ sệt nhưng vẫn đem hết chuyện anh ruột của cô là tống hữu bạch bị oan uổng ra nói hết một lần lưu dung nghe xong liền hỏi điều ta muốn hỏi là người nói anh trai người bị mắc hàm oan người bảo bên trong vụ án còn nhiều ân tình nên ta hỏi là hỏi ân tình đó là những gì ngay khi ấy cô bé tiểu muội không biết nói gì suy nghĩ một lát rồi nước mắt chảy vòng mới nói cái khổ của con là ở chỗ anh con không có người làm chứng để nói rằng anh không giết người nói xong cô khóc to nước mắt nước mũi giàn giụa hai đầu gối cô mềm ra, quỳ ngay xuống giữa sân. Lưu Dung nghĩ ngợi một lát, rồi nói, cô bảo rằng anh cô không giết người, nhưng lại không có nhân chứng, vật chứng. Vậy thì chữ oan kia là từ đâu ra vậy? Tiểu muội ứa nước mắt nói, thực sự là anh con không giết người. Lưu Dung nghe vậy, thấy cũng khó hỏi thêm được gì, liền nhìn sang ông già cùng đi, hỏi, ông não là thế nào với cô này? Già Lưu nghe Lưu Dung hỏi mình, Bèn bước lên trả lời, thân già này chỉ là hàng xóm của Tống Hữu Bạch. Tống Hữu Bạch kể từ khi sinh ra cho tới nay đã 21 tuổi, chính mắt thân già này đã được chứng kiến cậu ấy lớn lên và trưởng thành. Thân phụ của cậu ấy là bạn, hàng ngày đều quanh quẩn bên nhau. Thân phụ của cậu ấy khi mất, cậu ấy cũng đã lớn rồi, suốt ngày giam mình trong thư phòng ngày đêm khổ công đèn sách, một con người tốt bụng, đứng đắn như thế, không thể giết người được cầu xin quan lớn trong triều đình nghĩ ra cách thức nào đấy để vụ án này được xem xét xử lại cứu cho vừa nói ông già lưu cũng vừa quỳ xuống gục đầu làm lễ lưu dung thấy hoàn toàn mờ mịt bụng nghĩ hai người đều nói như nhau nhưng cũng đều không có nhân chứng nhận cho rằng cậu ta không giết người thế thì oan ở chỗ nào nhưng cứ nghĩ mà xem một khi họ đã cùng kêu oan như thế e rằng quan phủ doãn thẩm án tùy tiện sơ lược mà có thể như thế lắm chứ. Nên nói, ông có biết Thuận Thiên Phủ đã xét xử như thế nào? Giả Lưu liền đem những điều đã nghe được tỉ mỹ kể lại hết. Lưu Dung nghe xong, thấy ngay hai cái khó. Thuận Thiên Phủ chỉ bằng vào một chiếc ví tiền, mà đã khép người ta vào tội chết. Như vậy đúng là tùy tiện, sơ lược. Nhưng ông lại nghĩ, mặc dù chiếc ví kia là do Văn Nương tặng anh ta, nhưng làm sao mà lại nằm trong tay người chết? Ông hỏi, các người đã có lúc nào nghe thấy việc Tống Hữu Bạch định hỏi Văn Nương làm vợ không? Tiểu muội đáp, anh trai con xưa nay chỉ dốc một lòng đọc sách, năm ngoái độ tú tài, năm nay, mùa thu, sẽ đi thi cử nhân. Anh con thường hay nhắc đi nhắc lại rằng, không đỗ cử nhân, để mở ra cho gia đình một con đường mới thì không có chuyện vợ con gì. Cho đến nay, anh chưa từng tiếp một người đến mối lái nào hết. Mẹ con cũng biết tấm lòng sắt đá ấy của anh con, nên mẹ con rất thương yêu anh ấy một khi có ai đó đến mối lái mẹ con đều ngăn cản hết anh con quen biết con gái của thần lang mới chỉ có một ngày làm sao lại đi giết cha của chị ấy được không có một lý do nào để làm như thế cả lưu dung nghe tới giây thấy trong lòng cũng tạm yên nhưng còn chưa được đọc hồ sơ vụ án cũng không thể ăn nói lung tung được nên ông nói điều các người nói ta đều nghe kỹ cả rồi các nguồn hãy đi tìm nhân chứng vật chứng. Nếu như không có đủ nhân chứng vật chứng, bản quan cũng khó mà thò tay vào được. Giả lưu nghe vậy, cuống lên, nghĩ bụng, cái khổ của vụ án này, chính là nhân chứng, vật chứng. Nghĩ thế rồi giả lưu quỷ lê trên mặt đất mấy bước, kêu lên, bẩm lưu đại nhân, tính mạng của kẻ tiểu dân kia là nằm trong tay ngài. Xin ngài hãy đứng ra làm chủ cho việc này, con người đã chết là không sống lại được, con đường sống của cả một gia đình thế là hết. Lưu Dung có một chút không vui, nên nói, nhưng ông không có nhân chúng, nghe xong câu nói đó, già Lưu bèn nói, thân già này xin đem cái mạng già của mình ra mà sống chết nói rằng, Tống Hữu Bạch không giết người. Lưu Dung nghe xong, thấy buồn cười, nói, ông không cần cái mạng già của ông, nhưng ta lại phải chăm lo đến con đường làm quan của ta chứ. Nào ai có ngờ rằng, ông già Lưu này là người mãnh liệt, cương cường, nghe xong những lời đó, ông thấy như mình bị sỉ nhục, và liên tiếp ba tiếng bốp 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 vang lên rồi khi ông ngừng đầu lên máu chảy xuống như tưới lưu dung kinh hoàng vội sai văn thừa đi lấy ngay vải sạch cùng thuốc men đắp lên rồi bột lại đến lúc này lưu dung mới thấy hết được rằng chỉ có một người hàng xóm mà dám đứng ra xin cứu mạng cho một thư sinh tất nhiên rằng con người đèn sách này phải là người tử tế nhưng vẫn không dám nói ra chỉ nói lão bá đã như vậy thì ta cũng phải nghĩ xem có cách gì không ngày mai trở lại đây ta sẽ trả lời nói xong ông quay người đi vào nhà khi ấy già lưu vẫn quỳ ở giữa sân nói như gào lên lưu đại nhân ngài là đại thanh quan của dân đen chúng tôi xin ngài hãy thương lấy thương lấy tống hữu bạch cùng với con đường sống của cả nhà cậu ấy mãi một lúc lâu sau tống tiểu muội mới xìu già lưu chậm rãi đi ra sau khi hai người đã đi rồi lưu dung chăn chờ suy nghĩ điều ông nghĩ là tin hay không tin vào hai con người này. Nếu như tin, cần phải có biện pháp, còn như không tin, thì mặc xác họ, suy nghĩ cho đến tận tối, vẫn không thấy ổn. Lâm đại gia vẫn là người tốt bụng, nói với Lưu Dung có thể họ oan thật đấy, Lưu Dung vẫn chưa tin, cho đến tận đêm, khi ngủ đi, vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Độ sáng hôm sau vào trầu, vua Cản Long ngồi chót vót bên trên, tinh thần sảng khoái, Lưu Dung bụng dạ dối như tơ vò quỳ trước thềm rồng mặt buồn rười rượi lưu dung nghĩ chỉ cần nói rõ ràng với hoàng thượng và đức ngài tin nhận cho người xét xử lại cũng đã gọi là được sáng mày sáng mặt nhưng lại nghĩ lại nếu như xử di xét lại sự thực vẫn là tống hữu bạch gây án uy tín của bản thân mình sẽ suy sụp nhưng nếu như không nói gì với càn long đầu người kia sẽ rơi xuống đất thật là đại oan uông nghĩ tới đây trong lòng lại càng thấy rối ren hơn quỳ gối tại đấy mà tâm thần để tận đâu đâu và cũng chẳng còn biết được triều đình đang bàn bạc đến chuyện gì khi đó lễ bộ thực thư đang nói khải bẩm vạn tuế mới đây nhận được mật báo từ quảng đông về tho biết nước tây dương anh cát lợi phái sứ thần tới nhà đại thanh ta một là vào trầu tiến cống hai là thông thương xin đức vạn tuế cho thánh chỉ vua cản long nghe thấy ở nơi xa vạn dặm còn có nước anh cát lợi đến triều cống thì vô cùng vui thích, nói, đến thì đến có sao, ta đã mở cửa biển Quảng Châu rồi, liệu có cho họ vào buôn bán được không? Lễ bộ thượng thư nói, xong còn chưa biết, họ có thỉnh cầu gì khác nữa không? Cản Long nghe xong, gật gật đầu, cửu vương, vĩnh nghi tông, nhũng kẻ hồng mau, tính tình rào quyệt, tham lợi bỏ nghĩa. Theo thần, không nên cho họ vào buôn bán thì hơn. Vua Cản Long bèn hỏi, bọn họ bao giờ đến? lễ bộ thượng thư tông, bọn họ đợi đến ngày mùng thọ đức vạn tuế sẽ tiến chiều quốc thư chính thức ba ngày sau sẽ tới vua càn long nghe xong nói nước man di ở phương xa đã biết cung kính chịu sự giao hóa của hoa hạ một lòng tiến cống lòng ấy cũng gọi là tốt thôi cứ cho họ tới đi còn như nếu chúng có thỉnh cầu gì lúc ấy bàn lại cũng chưa muộn nào ý kiến của chư vị ái khanh ra sao hòa thân biết rằng vua càn long vui thích chính là vì họ sẽ đến chúc mừng ngày sinh nên nói thánh chỉ thật tuyệt vời bọn man di vào chiều chúc mừng tiên cống xưng thần nạp thuế không nên ngăn trở hoàng thượng anh minh hoàng thượng anh minh có một vị học sĩ tên là vi mẫn trung đã từng đọc sách sử lúc này mới nói Phải bẩm vạn tuế thần đã đọc khắp các sách sử thông sử của trường khiên nói biên viễn tây vực hoàn toàn không có gì trên sách sử có ghi miền tây của tây vực là đại dương đại hải mà bọn tây dương này lại tự xưng là người ở miền tây của tây vực lẽ nào họ lại sống ở dưới nước được thần nghĩ rằng bọn người gọi họ tây dương đó đúng là lũ người tham lợi bỏ nghĩa lừa dối trung hoa ta dưới cái vòm trời của hoàng thiên này trên cái khoảng đất dày này không làm gì có người anh cát lợi anh người pháp lan tây pháp cũng không hề có tất cả đều do chúng theo dệt ra mà thôi thật là ác độc đến cùng cực xin Đức Vạn Tuế không cho bọn chúng tới đây, ngay lập tức triều đình ổn ý hẳn lên, tiếng người ong ong. Ý kiến của nhà sử học kia, được nhiều người thì tưởng nhất, không thể nào có cái nước gọi là anh cắt lợi, hoàn toàn là thiêu dệt. Còn cái chuyện thông thương buôn bán kia cũng chẳng làm gì có, người Tây Dương rõ ràng khác với người Tây Vực. Triều đình ồn ào như trở, vua Cản Long nhìn thấy Lưu Dung vẫn cứ quỳ nguyên tại chỗ, nhíu mày, không hiểu. Nên đột ngột hỏi Lưu Dung có nước anh cắt lợi hay không có tâm trí của lưu dung đều để hết vào vụ dân án hai nên tất cả những điều vừa nói trong triều đình ông chẳng nghe được lời nào hết. nay đột nhiên đức vạn tuế gọi hỏi chợt dụng rời và chỉ nghe được có mấy tiếng có hay không có nên nghĩ một lát rồi vội đáp có ứng kỳ lệ hiện đã nhậm chút bố chính chiết giang tất cả triều đình nghe xong đều phá lên cười thì ra lưu dung nghe nhầm mấy chữ anh cắt lợi lỵ thành ứng kỳ lệ là bố chính chiết giang, và tưởng rằng vua Càn Long hỏi ứng kỳ lệ có phải chết rồi không? Chỗ này lại chơi chữ, en đi, vua Càn Long nghe xong, cười đến vỡ bụng, và rất lấy làm đắc ý. Liều Dung biết rằng mình đã trả lời sai, mặt đỏ dư vấn tận mang tai, vội vã sụp lại Càn Long. Nói, tội thần đáng chết, vua Càn Long Giang rất vui, nên hỏi, liều ái khanh, chấm thấy bụng dạ nhà ngươi hôm nay để đi đâu mất, phải chăng là trong nhà đang có chuyện đại sự? Lưu Dung nói, tạ ơn Đức Vạn Tuế, hạ cố thăm hỏi, gia đình hạ thần vẫn bình yên vô sự. Điều đó khiến vua Càn Long đâm hoài nghi, hỏi tiếp vậy thì tại sao, mặt Lưu Ái Khanh buồn rùi rượi vậy? Lưu Dung nghe vua Càn Long hỏi như vậy, liền nghĩ ngay rằng, Tống Hữu Bạch ơi là Tống Hữu Bạch, hôm nay anh có được sống lại hay không là nhờ vào tay tạo hóa đây? sau đó bèn rành rọt tâu bày hôm qua thần gặp phải một kỳ án nhưng vì nó liên quan tới tính mạng con người song không biết nên tâu bày với thánh thượng hay không cho nên mặt mày buồn rùi rượi là vậy cản long vừa nghe thấy nói là kỳ án nên có vẻ thích thú ngay bèn bảo cứ sự thực tâu bày lưu dung lại nói nếu như sau này án được tra xét chính xác mà lời tâu hôm nay của thần thành lời sai hỏng cũng xin đức vạn tuế tha tội vua cản long nói bất luận ra sao chấm đây cũng không trị tội ngươi. Nghe tới đó, tinh thần Lưu Dung như được kích thích thêm, nên đã đem mọi chuyện trước sau của vụ án Tống Hữu Bạch nói lại một lần rất tỉ mỉ chi tiết. Công việc triều đình, nếu ngày nay không động binh thì ngày mai trị thủy, đều là những việc đau đầu. Nay Lưu Dung lại đem kể lại một vụ dân án, các quan lớn quan bé và cho đến cả Càn Long nghe mà thấy vui ơi là vui. Vua Càn Long càng thấy vui hơn ai hết, luôn luôn gật đầu. Nghe xong, rồi nói người dân này đời sống đã gian nan khó khăn nếu như mắc phải oan tình thì thực là trên tuyết lại phủ thêm xương huống chi tính mệnh là quan trọng cho nên cần phải xem xét lại một lần nữa là hay nhất lưu dung lập tức khấu đầu thần xin bái tạ long ân tất cả triều thần văn võ bá quan đều đồng thanh hô thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vua cản long nghĩ nên sai ai đi phúc cha đây vốn là định sai lưu dung đi nhưng lại nghĩ lại Tốt nhất là sai Hòa Thân đi. Nếu Hòa Thân phá được vụ án này, thì có thể làm cho Hòa Thân mát mặt trước triều đình. Nếu không phá nổi, lúc đó sai Lưu Dung đi cũng chưa muộn. Cản Long nghĩ vậy, rồi nói. Hòa Thân lĩnh chỉ, Hòa Thân đứng bên, nghe vậy, vội vã quỷ xuống. Nô tài lĩnh chỉ, vua Cản Long nói. Sai Hòa Thân làm khâm sai, sau khi thẩm vấn lại vụ án Tống Hiễu Bạch về Tâu Lại. Khâm thử, Hòa Thân đã không nghe thì thôi khi nghe rồi thì đầu óc như phủ một lớp sương mù. Bụng nghĩ, thế này còn ra cái quái quỷ gì nữa? Lưu Dung bê vụ án về, thì cứ sai Lưu Dung đi làm có được không? Này lại phái mình đi, nhưng đâu có dám kháng chỉ, bèn nói, nô tài lĩnh chỉ, vua Cản Long cười ngân nga, nhìn nhìn hòa thân, lại nhìn nhìn Lưu Dung, rồi nói, bãi chiều, hòa thân trở về nhà, trong lòng buồn bã, nghĩ, thế này, chẳng biết hoàng thượng có dụng ý gì nghĩ đi nghỉ lại mãi mà vẫn không sao lần cho ra được, bèn sai gia nhân đi mời mưu sĩ Chu Y Viên tới. Đợi Chu Y Viên ngồi yên chỗ, mới đem việc triều đình nói lại thật đầy đủ cho Chu Y Viên nghe. Chu Y Viên nghe xong, đứng dậy chúc mừng tướng công, chúc mừng tướng công, hòa thân chẳng hiểu mô tê gì hết hỏi, cái mừng đó từ đâu đến vậy? Chu Y Viên nói, đó là món quà thưởng bao thanh thiên đầu hạng đặc biệt to lớn của Hoàng thượng ban cho ngài. Hòa thân chừng như đã hiểu ra. Chu Y Viên nói tiếp nếu như ngài lật lại được vụ án này, ngài không phải là bao thanh thiên đời nay sao? Hòa thân bực bội nói nếu không lật ngược vụ án lại được thì sao? Chu Y Viên nói nếu như không lật lại được mà mất mặt thì mất mặt cây lão lưu dung rách việc kia chứ. Hòa thân nghe xong câu nói đó, vỗ mạnh vào đùi, nói đúng đúng, hoặc là ta làm ông bao thanh thiên một lần, hoặc là ta cho lưu dung một vố thật nặng trùy, cho mất mặt một thể. Ta có thể viết vào bản tường trình nói câu thế này, lưu hù chạy theo hư danh, làm dối việc tố tụng. Hòa thân nói xong, khoan khoái bật cười ha ha, thế là hòa thân đã lấy lại được tinh thần, lập tức sai người dọn cơm, ngủ trưa một giấc thẳng cẳng, buổi chiều qua cung đường xem hồ sơ vụ án. Chiều, hòa thân chờ dậy, hạ lệnh cho gia nhân chuẩn bị kiểu, qua thuận thiên phủ nha nghị sự. Thuận thiên phủ doãn sớm đã được triều đình báo tin hốt hốt hoảng hoảng sai người mang hồ sơ vụ án chỉnh lên. Lật dở xe một lượt, rồi lại sai người xuống ngục nói với Tống Hữu Bạch nếu không theo tội đã nhận mà nói, thì ngay tối nay sẽ cho về trầu trời. Sau đó lưu quế, sai người sắm sửa lễ vật, đợi quan khâm sai đại thần hòa thân đến phủ Hòa thân xuống kiệu ngay từ nha phủ thuận thiên, rồi đi thẳng lên công đường. Lần này hòa thân đã xác định, lễ, không nhận hối lộ. Lời, không nghe sàm ngôn phải làm bao thanh thiên một lần khi đã tới công đường lưu quế vội vã tới ít kiến quan khâm sai hòa thân lập tức truyền chỉ thánh chỉ tới thuận thiên phủ doãn lưu quế tiếp chỉ lưu quế vội vàng xốc áo quỳ xuống thần lưu quế tiếp chỉ hòa thân ngân nga đọc thuận thiên phủ doãn lưu quế xét xử vụ án tống hữu bạch thần dân không phục nay không để lưu quế tiếp tục xét xử vụ án này nữa trẫm cử quan viên khám xét xử lại khâm thử Hòa thân cười khà khà đặt thánh chỉ sang một bên, hỏi Lưu Đại Nhân, ngài có biết quan viên khác mà Hoàng thượng chọn là ai không? Lưu Quế không dám nói, chính là anh, nên chỉ nói kẻ tiểu nhân không biết. Hòa thân cười ha hà, hà, Đức Vạn Tuế sai tôi làm khâm sai để xét xử lại vụ án này. Lưu Đại Nhân, đem hồ sơ vụ án chỉnh lên đây. Lưu Quế vội vã chạy vào nhà sau, đem hồ sơ vụ án chỉnh lên. Hòa thân mở hồ sơ vụ án ra xem không giữ nổi tức giận. Bởi cả hồ sơ vụ án chỉ vẻn vẹn có hai tờ giấy mỏng teo, một tờ là khẩu cung của văn nương, một tờ là chữ ký của Tống Hữu Bạch. Nhưng Hòa Thân vẫn cố nén giận, nặng nề gấp tập hồ sơ lại, ra lệnh: "Dẫn Tống Hữu Bạch lên đây." Một lát sau, nha dịch đã dẫn Tống Hữu Bạch tới. Hòa Thân nhìn, đánh giá Tống Hữu Bạch một lát, thấy Tống Hữu Bạch mặt mày thanh tú, cử chỉ văn nhã, có điều là đã bị giam trong ngục mấy ngày quần áo toạc rách, hình dung tiểu tụy, nên cũng nhã nhặn hỏi, có phải người quỳ dưới kia là Tống Hữu Bạch đó không? Tống Hữu Bạch đáp vâng, hòa thân bèn nói, Tống Hữu Bạch, nay thánh thượng đã nghe về vụ án này, thánh thượng là người thương xót chúng dân, nên ra lệnh cho ta xem xét lại vụ án, anh không phải có gì cứ đúng sự thực nói ra. Nào ngờ, sau khi nghe hết những lời nói đó, nỗi đau thương trong người chàng lại bùng lên và bắt đầu khóc. Hòa thân khuyên giải, không phải khóc, có điều gì cứ nói thực ra thôi. Hòa thân ngừng lại một lát rồi lại nói, anh Đỗ Tú Tài bao giờ vậy? Tống Hiễu Bạch đáp, giả, năm ngoái, đã thi cử nhân chưa? Tống Hiễu Bạch đáp, vốn là định dự thi cử nhân vào mùa thu năm nay, nhưng vì oan trái mà bị giam vào ngực, khép vào tội tử hình. Nói xong, chàng khóc, Hòa thân lại hỏi, tại sao anh lại nói là bị oan? Tống Hiễu Bạch đáp, mẹ tiểu sinh bị bệnh nặng hôm đó đến nhà ông mạnh bốc thuốc nhưng ông mạnh bật khoa không có nhà tiểu sinh cùng với cô con gái của ông có trao đổi đôi câu hỏi rõ tình hình rồi quay về nhà không ngờ tai họa đã từ trên trời giáng xuống đến ngày thứ ba thì bị bắt trói giải về đây bảo rằng giết cha cô là ông mạnh bật khoa thực tình rằng cho đến tận ngày hôm nay tiểu sinh vẫn còn chưa biết mặt mũi ông mạnh bật khoa như thế nào nói tới đây chàng cúi đầu xuống hòa thân hỏi, nói hết rồi chứ, tống hiểu bạch đáp, giả, dạ, hết, hòa thân xa sầm nét mặt hỏi lưu quế, lưu quế, làm sao ông lại bảo anh ta giết người? Lưu Quế biện bạch đáp, con gái ông Mạnh Bật Khoa có tặng cho Tống Hữu Bạch chiếc ví, nhưng chiếc ví ấy lại nằm trong tay người chết là ông Mạch Bật Khoa, từ đó mà suy ra rằng, trong này có chuyện gian tình, nhung vì bị lộ, nên Tống Hữu Bạch mới giết Mạnh Bật Khoa đi. Hòa An vẫn tiếp tục tấn công, Tống Hữu Bạch, chuyển chiếc ví ra sao tống hữu bạch đã tiểu sinh xưa nay chưa bao giờ nhận của tiểu thư nhà họ mạnh chiếc ví nào cả thực sự là không biết duyên cớ tại đâu hỏa thân hỏi tới đây bèn nói tống hữu bạch cho anh lui hai bên tả hữu nhà dịch bước vào lôi tống hữu bạch đi khi thấy tống hữu bạch đã đi rồi hỏa thân đập miếng gỗ lệnh xuống bàn hạ lệnh dẫn văn nương lên đây chỉ một lát sau văn nương được dẫn tới hỏa thân ngồi trên cung đường nhìn một lát rồi nói, người quỳ ở dưới kia có phải là mệnh văn nương không? Văn nương đáp, dạ phải, hòa thân nói, ngẩng đầu lên, văn nương ngẩng đầu, thấy văn nhưng là một cô gái thật xinh đẹp, tuy đã bị giam trong mục vài ngày, nhưng dung nhan vẫn tuyệt vời. Hòa thân bất giác động lòng chắc ẩn, hỏi, văn nương, có phải cô đã tặng Tống Hữu Bạch một chiếc ví không? Văn nương đáp, dạ có, tặng ở chỗ nào, vào lúc nào, văn nương cảm thấy quá ngượng ngùng, xấu hổ nên khóc tu tu lên. Khóc xong, mới đem chuyện đêm nhỏ Tống Hữu Bạch vượt tường tới cầu hôn, bất đắc dĩ phải mở cửa phòng, nhưng lại bị Tống Hữu Bạch hiếp dâm. Văn Nương nghĩ rằng đã đem việc cả đời này gửi gắm vào người Tống Hữu Bạch nên mới đem tặng chiếc ví. Văn Nương nói xong mọi chuyện trước cung đường, rồi lại bật khóc, ngượng nhịu xấu hổ vô cùng. Hòa thân cũng thấy trong người nảy sinh ra cái tình cảm tiếc hương, thương ngọc, nên nói một cách dịu dàng. Văn Nương ta hỏi lại cô, cô với anh chàng Tống Hữu Bạch ấy vốn chưa từng quen biết nhau, nên đêm là đêm gặp mặt đầu tiên phải không? Văn Nương đáp, giả đúng. Hòa thân lại hỏi, cô có biết Tống Hữu Bạch đã có vợ rồi không? Văn Nương nghe hỏi xong, đôi mắt hạnh trợn tròn, lắp bắp nói, không, không, không thể như thế được. Hòa thân hỏi tiếp, tại sao lại không thể như thế được? Văn Nương run rẩy nói, không thể như thế được, vì nếu như chàng đã vợ, thì không thể đến cầu hôn. Hơn nữa. Hơn nữa sao, hơn nữa nếu có, chị Hồng Ngọc không thể không biết. Hòa thân cắt ngang ai, Lư Hồng Ngọc, Hòa thân hỏi người này là ai, Văn Nương lại đem việc Lư Hồng Ngọc đã nhận biết rõ hết mọi tâm ý của mình, nên đã đồng ý đứng giữa, làm mối lái, vun vén cho chuyện này. Hòa thân hỏi Lư Hồng Ngọc hiện ở đâu, bọn nhà dịch chưa hề nghe đến tên người này bao giờ, chỉ còn biết đứng run rẩy lắc đầu. Hòa thân nghe xong, nộ khí sông thiên, đập mạnh thể gỗ lệnh lên bàn định mắng cả lũ là đồ khốn kiếp nhưng nghĩ lại thấy không được nên chỉ nói tìm về đây cho ta nói xong tức bực phải tay rời khỏi đại đường lưu quế vội vã sai người đi cho mau còn mình đứng ngay tại công đường nóng lòng chờ đợi hòa thân rời đại đường xuống thư phòng uống trà nghỉ ngơi chu y viên ngồi trước mặt hòa thân phân tích vụ án một lúc sau lư hồng ngọc đã bị dẫn về nha phù Lưu Quế vội vã chạy xuống thư phòng mời hòa thân. Hòa thân nghe tin Lưu Thị đã dược dẫn tới, liền bước ra khỏi thư phòng, nói dẫn Lưu Hồng Ngọc lên cung đường. Hòa thân quát to một tiếng, khắp đại đường liền vang theo lên một tiếng, uy. Hòa thân xưa nay vốn là người ra vào nơi cung cấm, nhưng chưa bao giờ thấy được cái, uy phong, của những bậc quan lại bình thường, nên cũng cảm thấy vui vui. Nhìn thấy Lưu Quế, nhưng chẳng thèm hỏi han gì và bước thẳng lên cung đường. Lư Hồng Ngọc đang ngồi ở nhà, đang chăm chỉ thiêu thùa, bất chợt bị bọn nha dịch, như lang như sói, xông vào bắt, lôi đến đại đường. Lư Hồng Ngọc biết là có án mạng, chỉ sợ mình bị lôi vào vòng. Không ngờ, quả là bị dẫn lên cung đường, nên run lẩy bẩy, sợ hết hồn, quỳ xuống trước đại đường. Thị cảm thấy như có một luồn khí lạnh chạy khắp xương sóng lưng. Hòa thân khi đã ngự trên cung đường bèn hỏi, dưới kia có phải Lư Hồng Ngọc đó không? Lư Hồng Ngọc run rẩy chỉ đáp có một tiếng, dạ, hòa thân quát, ngừng mặt lên, bọn nhà dịch đứng hai bên quát theo, ngừng mặt, tim Hồng Ngọc đập thình thình, phải chân tĩnh mà mới từ từ ngừng đầu lên được, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng lên đại đường. Hòa thân tỉ mỉ đánh giá Lư Hồng Ngọc, rồi quát cúi đầu xuống, nhà dịch hai bên cũng quát theo, cúi đầu, Lư Hồng Ngọc lại cúi đầu xuống, nhưng trong lòng thật ngủn ngang trăm mối vừa rồi khi hòa thân nhận xét về người đàn bà này thấy chị ta cũng còn đầy xuân sắc đôi mắt long lanh và không có vẻ gì là độc ác song điều đó lại không thuộc chức trách của mình tiếp đó hòa thân đã đột ngột vào cuộc kẻ giết người là ai hồng ngọc giật thót mình vì câu hỏi đó quá đột ngột làm hồng ngọc rơi hồn lạc phách trong khi còn đang do dự chưa biết trả lời ra sao bọn nha dịch đã quát khai hồng ngọc lại càng bối rối bụng nghĩ mình đi đâu mà biết kẻ giết người là ai cho nên đã luống cuống đáp dân thị nào biết kẻ giết người là ai hòa thân thấy lộn tiết đập mạnh miếng gỗ lệnh luống bàn văn nương đã khai hết việc của ngươi rồi ai là hung thủ ngươi biết hết vậy mà còn giấu giếm không chịu công khai nghe tới đây hồng ngọc mới rõ được rằng thì ra ở cung đường văn nương đã khai báo lung tung nên lại thấy yên yên trong giả bèn kêu to oan uổng quá oan uổng quá Hỏa thân nghe vậy càng tức giận, nghĩ bụng, ta chưa định tội cho mày, mà mày đã vội kêu oan uồng. Liền quá, con mẹ này to gan, dám làm náo loạn nơi công đường. Bay đâu, nói xong liền rút tấm thẻ lệnh lên, Lư Hồng Ngọc thấy tình hình không ổn, lại sắp bị tra khảo, toàn thân run lẩy bẩy nói, bẩm quan lớn, con chỉ biết mỗi một việc văn nương nhờ con đi làm mối thôi à. Hòa thân nghĩ, mở miệng ra là đã thấy dối trá nói, tình thục khai ra, Lư Hồng Ngọc nói lại một lượt về việc mình đã đồng ý nhận việc đi làm mối thế nào. Hỏa thân nghe xong, thấy luận điệu vẫn thuộc loại cũ dích, nên nếu ngày hôm nay mà không dùng hình tra khảo, sợ rằng chẳng thu lượm được gì, bèn, soạt, rút ra chiếc thẻ lệnh đầu đỏ, chiếc thẻ lệnh bay, veo véo, rơi nằm sóng xoài trên mặt đất, đôi mắt tròng chọc nhìn vào Lư Hồng Ngọc. Lư Hồng Ngọc vốn định lươn lẻo cho qua chuyện, ít nhất cũng bảo vệ được tiết bình như khỏi phải lôi ra trốn cung đường. Nào ngờ còn chưa nói hết lời, cái thể lệnh tra khảo đã bay veo véo, rơi xuống bụng nghĩ, thế này là thế nào? Và cũng vào chính lúc đó trước cung đường, hỏa thân đã quát to lên một tiếng, kẹp, bọn nhà dịch liền giữ chặt lấy lư hồng ngọc, đem chúng chiếc kẹp ra kẹp vào đầu những ngón tay, bắt đầu tra khảo. Người ta thường bảo rằng, mười đầu ngón tay là chạy thẳng vào tim, nên chỉ trong nháy mắt Nhũng giọt mồ hôi to bằng những hạt đậu của Lư Hồng Ngọc bắt đầu lăn xuống, và Lư Hồng Ngọc kêu ối ôi, ôi ai ái liên tục. Nỗi đau đớn như thúc giục Hồng Ngọc dốc tuộc mọi điều trong lòng ra, xong lại cố nghiến răng chịu đựng cho làm sao qua được trận đau, chỉ cốt để khỏi nói tên người tình nhân tiết bình như ra ở chốn này. Khi đó hòa thân lại cao giọng nói, Văn Nương đã nói, mà mày lại ngậm miệng được ư, thì ra Văn Nương đã chẳng nói gì hết, quả thực lư hồng ngọc cũng không chịu đựng nổi cuộc tra tấn này nữa bật khóc to và nói tôi xin nói tôi xin nói ai đó là tiết bình như nhà nó ở đâu ở hẻm phía bắc ngõ tuy an đức nói xong lại khóc giống lên lúc này hòa thân đã lấy lại được tinh thần một mặt sai tống lư hồng ngọc xuống ngục một mặt sai người đi chóc nã tiết bình như đến đây hòa thân lại nghỉ lần thứ hai ra khỏi đại đường vô cùng đắc ý vênh váo hỏa thân nói với thuận thiên phủ doãn lưu quế và chu y viên thế này mới thực là lòng người như sắt sắt là chân lý lòng ta tợ như lửa luật pháp là lò nói xong cất tiếng cười vang còn lưu quế vẫn một niềm vâng vâng dạ dạ nịnh bở tâm bốc hòa thân hòa thân ngồi trong chiếc ghế tay ngai hỏi chu y viên chu tiên sinh ngài thấy ra sao chu y viên cũng chỉ đành liên hồi rằng phải hôm đó tiếp bình như ăn xong cơm trưa vừa nghỉ một lát nằm trên giường nghĩ tới vụ án làm thiệt mạng ông mạnh bật khoa cha của văn nương tuy rằng mình chẳng có một chút liên quan gì tới đó nhưng vẫn là chuyện ăn không ngon ngủ không yên nhìn ngoài trời đã trách bóng về tây nên nghĩ đi ra đường chơi loanh quanh nhưng vừa chợt ra khỏi cửa đã thấy bà cô là bà tiết mặt cắt không còn hột máu chạy vào vào đến sân làn rau không kịp đặt mà đem vứt sang một bên rồi hốt hoảng nói hỏng to rồi cái nhà chị Lưu Hồng Ngọc ở hẻm tiền đó đã bị quan phủ khóa tay đem đi rồi. Tiết Bình như chưa nghe thì chưa làm sao, nhưng nghe xong chợt như thấy sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Tiết Bình như vội vã, Bàng Hoàng hỏi tại tại làm sao? Bà Tiết nói nói rằng có liên quan tới vụ án mạng của ông Mạnh Bật Khoa. Tiết Bình như nghe xong sắc mặt liền trắng bọt bạc ra. Hắn biết rằng án mạng chưa dính vào, dính vào khó sống nổi bà tiết thấy tiết bình như đứng nghệt ra đó bèn nói ông tướng của tôi ơi đừng có đứng được ra đấy nữa mau mau nhờ người đi nghe ngóng xem tình hình ra sao liệu xem cứu được hãy cứu lấy chị ta cứu được một mạng người coi như xây được bảy cấp phù đồ nhưng bà tiết đâu có biết rằng cái thằng tiết bình như này đâu có nghĩ tới lư hồng ngọc mà suy nghĩ của hắn chỉ hoàn toàn nghĩ về bản thân mình hắn thất hồn lạc phách đứng nguyên ở giữa sân như ngày tàn đã đến vậy nhưng hắn chẳng còn nhiều thì giờ để suy nghĩ, hắn đã nghe thấy ngoài cổng vang lên mấy tiếng thình, thình, thình. Tiết Bình như mới nghe, đã kêu lên, hỏng bét rồi, bà Tiết vội hỏi, sao vậy, Tiết Bình như đã, họ đến bắt đấy, bà Tiết vội hỏi thêm, đến bắt ai, Tiết Bình như, cuống lên nói, con, ôi, sự kinh sợ đã làm bà Tiết phải vừa khóc vừa dục cháu ơi, thế thì phải chạy trốn cho mau đi, chạy đi đâu bây giờ, chính lúc đó, một tiếng, dầm vang lên, chốt cửa bị pha gãy, mấy tên nha dịch xô ào vào, tên lãnh đội dơ ra tấm thể lệnh, tiến đến nói, tiết công tử, chúng tôi làm phiền cậu đây, nói xong, né người sang một bên, mấy tên nha dịch khác cũng lập tức khóa tay tiết bình như lại, lôi đi. Lúc này, tiết bình như không còn biết thể diện là cái gì nữa, nên còn quay đầu lại, nói thật to, cô ơi, bảo Hồng Ngọc cứu con, bọn nha dịch đâu có chịu để cho hắn nói, nên hết sức xô đẩy, lôi đi. Về đến đại đường, hòa thân cũng từ phòng sau thăng đường, chỉ vào tiết bình như nói, tả hiểu đâu, lột bỏ bộ quần áo nho sĩ của hắn đi. Nhà dịch xô tới lột phăng quần áo nho sĩ của tiết bình như. Như vậy là hòa thân đã coi tiết bình như là kẻ giết người. Hòa thân nói như không, tiết bình như, bản quan đây, không lơ mơ như ông quan phủ doãn đâu, và sẽ không để cho anh được lọt lưới được. Hòa thân dừng lại một lát, nhớ lại mưu sĩ chu y viên, dặn dò mình ba việc nhưng vẫn không để lộ ra một mà chỉ hỏi như thông lệ bản quan chỉ hỏi anh ba việc tiếp bình như vẫn đứng dưới cung đường đáp xin mời đại nhân cứ hỏi hòa thân tiếp tục nói đây là điều thứ nhất ngươi có phải đã mạo danh tống hiễu bạch đánh lừa văn nương để cô ta mở cửa phòng cho ngươi vào không tiếp bình như thấy sự việc đã đến bước này nên cũng đành nhận hòa thân lại nói đây là điều thứ hai có phải ngươi đã gian dâm với văn nương rồi lừa lấy đi một chiếc ví thêu Nói xong, hỏa thân liền đem chiếc ví vứt trên đại đường. Tiết Bình Như lại đáp giả, đúng, hỏa thân thấy rất hài lòng, nên gật gật đầu, nói, tốt lắm, đây là điều thứ ba, có phải là ngày hôm sau, trong lần đi lừa gạt lần thứ hai, người đã bị mạnh bật khoa túng được, nên người đã giết chết ông ta. Tiết Bình Như vội vã đáp, không, không, tuyệt đối không có việc này, hỏa thân nghĩ bụng, à, mày cố sống cố chết đây, đừng có hòng mà ngoan cố ngụy biện bèn quát hỏi, người đã thừa nhận rằng, chiếc ví là chính tay tiểu thư văn nương trao tặng cho, vậy mà chiếc ví này lại nằm trong tay người chết. Chiếc ví chính là chứng cứ bằng sắt trong việc ngươi đã giết người. Lúc này Tiết Bình như đã bắt đầu thấy luống cuống buột miệng nói, chiếc ví tiểu thư tặng cho, nhưng đã bị rơi mất. Hòa thân chơi ha hả nói, nói hay thật đấy, lại rơi vào đúng tay người chết là mạnh bật khoa. Tả hiểu đâu, lôi ra ngoài phạt 40 hẻo thể lệnh quang ra, 40 hẻo quật xuống, Tiết Bình như bị đánh đến tơi tả thịt xương, máu vọt tung tóe. Đến lúc này Tiết Bình như đến nói cũng không ra hơi nữa, chỉ phiều phào khóc và gào to, oan uổng quá, oan uổng quá, tiếng kêu oan uổng càng làm cho hòa thân giận dữ, nghĩ bụng, xương cốt cái thằng thư sinh này cũng cứng rắn đây. Nghĩ xong, lại tung xuống một chiếc thể lệnh, quát kẹp, Tiết Bình như còn chưa nhấc nổi tay, thì 10 ngón tay đã bị kẹp chặt, nỗi đau đớn đã làm cho tâm thần nhũn nhão hết cả da, và đúng là hồn tiêu phách lạc. Mồ hôi lạnh, toát ra dòng dòng, thực không sao chịu đựng nổi nữa, nên đành ký tên, nhận liều việc giết người. Hòa thân vội phóng bút viết, rồi nói, thư sinh tiết bình như do việc gian dâm mà giết người, phán quyết, chém vào sau mùa thu. Giam chờ đến kỳ hạn đó, tiết bình như sớm đã liệm đi, không còn nói năng than thở gì được nữa, lập tức bị lôi xuống giam trong ngục như đã hoàn thành một việc to lớn, hòa thân hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu, ra sức vinh vang. bất chợt nhìn thấy chu y viên đưa mắt ra hiệu, hòa thân bất chợt nghĩ lại, rồi ra lệnh giải tống hữu bạch lên đây. tống hữu bạch đeo gông bị giải lên cung đường. hòa thân nói tháo gông, nhà dịch tháo gông. hòa thân nói ta vâng mệnh thánh chỉ của đức vạn tuế, hôm nay ta đã xét xử lại vụ án hết sức nghiêm minh, kẻ hung phạm thật đã bị bắt về quy án anh có thể được về nhà. Niềm vui của Tống Hữu Bạch thật đúng là tự trên trời rơi xuống, từ cái chết được phục sinh, vội vàng quỳ phục xuống, xin cảm tạ ơn cứu mạng của Hòa Đại Nhân. Hòa thân nghe xong rất đắc ý mỉm cười, nói, bay đâu, hãy trả lại quần áo nho sinh cho Tống Hữu Bạch. Tống Hữu Bạch sau khi đã mua áo chỉnh tề, còn đi tạ lại lễ đi lễ lại mãi, rồi mới về nhà. Hòa thân lại hỏi, tha ngay cho Văn Nương, Lưu Hồng Ngọc giao cho địa phương quản chế thật nghiêm bãi đường, vụ án này đã được xét xử từ lúc chiều cho tới khi lên đèn, và hòa thân cảm thấy xử nửa ngày trời đó thật đáng giá. Hòa thân vui vẻ dạng dỡ mặt mày, ngày mai, hòa thân sẽ tường trình lại với Hoàng thượng Anh Minh, và báo tin vui với tất cả triều đình. Hồi thứ 16, lại nói về việc, hòa thân vào trầu ngày hôm sau, bèn đem việc xét xử ngày hôm qua ra tâu trình, tống hữu bạch bị oan, kẻ sát nhân thực, là tiết bình như đã bị bắt với đầy đủ mọi chi tiết. Bụng rồng của vua Càn Long rất vui, thưởng ngay cho hỏa thân một chiếc đai tía. Văn võ bá quan trong triều không ai là không tán thưởng, khen ngợi, khiến hỏa thân thấy vẻ vang vô cùng. sung sướng dâm ran, vòng tay cảm tạ khắp bốn xung quanh. Sau khi bãi chầu, các quan lại lớp lớp vây quanh hỏa thân, đòi hỏa thân kể lại thật tỉ mỉ việc lật lại vụ án nhà họ Tống một lần nữa. Hỏa thân đắc ý, lại đem việc xét xử lại vụ án kể một lần nữa, thật kỹ càng, tỉ mỉ, và cũng không quên thêm dầu thêm giấm, bịa chuyện tiết bình như đã lưu manh, phóng đãng ăn chơi trụy lạc như thế nào. Và tôi, hòa thân, đã tinh tế, phát hiện những chỗ nghi ngờ như thế nào, hòa thân đã kể bằng miệng, bằng mắt, với cả hình cả ảnh, cả màu cả sắc. Khiến các quan nghe xong, tất cả đều khen, tuyệt. Lúc đó, mọi người đã nhìn thấy Lưu Dung đang đi về phía đông người này hỏa thân cười hi hí, nói với các quan, đến rồi đó, đến rồi đó, các quan đại thần ngoảnh đầu lại, đã thấy Lưu Dung tới, bèn đứng giạt ra, mở một lối đi. Lưu Dung đi tới gần hỏa thân, hai bàn tay nắm vào nhau nói, xin chúc mừng, xin chúc mừng, hỏa thân làm ra vẻ khiêm tốn lỗ miệng, nói, đâu dám, đâu dám, nếu không có Lưu Đại Nhân yêu dân như con, thương xót dân tình. Thì lấy đâu ra sự vinh dự của hỏa thân hôm nay? nói xong lại cười, Lưu Dung nói, nếu không có hòa đại nhân quan sát bên ngoài, dọ hỏi bên trong, lật ngược lại cho Tống Hữu Bạch, bắt đúng kẻ giết người. Thật đúng là ông Thanh Thiên ngày hôm nay vậy, hòa thân nói, đâu dám, đâu dám, từ nay về sau, nếu như Lưu Đại Nhân còn bị người ngăn kiệu kêu oan, mong đại nhân lưu tâm hơn nữa. Ý dân đâu có thể coi thường được, nói xong, cất tiếng cười vang, Lưu Dung biết tỏng lòng giả của hòa thân nhưng cũng chỉ đành cười khan vài tiếng. Các quan đều biết rằng Lưu Dung và Hỏa Thân mang đấu trí với nhau, nên cùng đều cười ầm lên. Hỏa Thân trở về đến tướng phủ, cả nhà từ trên xuống dưới ỷ đều vui mừng tưng bừng. Vui mừng thứ nhất là Hỏa Thân giã làm được việc có ích cho dân, bắt được đúng hung thủ, được mang vinh dự của ông Thanh Thiên. Vui mừng thứ hai là được thánh thượng thưởng cho một chiếc đai tía thực sự là một niềm vinh dự to lớn. Hòa vầu cứ như ăn tết vậy. Mưu sĩ Chu Y Viên đi tới nói với hòa thân, thưa tướng gia, còn ba ngày nữa sẽ đến ngày mừng thọ tướng gia, mà hôm nay lại được thưởng đai tía, hay nhất vẫn là nên thiết tiệc bách quan, ngài thấy sao? Hòa thân vừa nghe đã thốt lên, hay quá, Chu Y Viên nói, có người nhà họ Tống đến nói, muốn kinh biếu một chiếc tán vạn dân, tôi đã dặn dò họ, đợi ba ngày nữa sẽ mang tới. Ngài thử nghĩ mà xem, khi ấy chính là lúc thiết yến bách quan, bọn dân đen lại đem kinh biếu một chiếc, tán vạn dân, thì thật khớp đẹp biết chừng nào. Hỏa thân nghe thế, vô cùng hứng khởi, gật đầu lia lịa ba ngày sau sẽ đặt tiệc ở tướng phủ để thiết đãi các quan cùng chiều. Lại nói, bà Tiết thấy nha dịch bắt Tiết Bình như đi, cứ đứng sững như trời trồng. Bà Tiết dưới gối không có con cái, còn Tiết Bình như lại sớm mồ côi cha mẹ, hai cô cháu, sống trông vào nhau. Vậy mà, bây giờ, Đại họa giáng xuống như trời sụp. Vào lúc lên đèn, từ cung đường đã có tin truyền về, Tiết Bình như mắc tội gian dâm, giết người, đã bị giam vào ngục, đợi sau mùa thu sẽ chém. Bà Tiết hai mắt trợn ngược, mất xỉu, Khi mọi người khênh vào nhà, đấm ngực, xoa lưng, lại dội cho một bát nước. Bà Tiết mới bắt đầu thở được và bắt đầu gào khóc. Hàng xóm láng giềng xô đến khuyên can, nói: "Bà Tiết ơi, thôi đừng khóc nữa." nếu thật lạc oan thì phải nghĩ cách cứu cho sớm khóc mãi cũng chẳng ích gì bà tiết vẫn vừa khóc vừa nói các ông các bà hàng xóm ơi trời đất đã đến bước này tôi cũng chẳng xấu hổ dĩ diện được nữa cái thằng cháu ngỗ nghịch đó của tôi hằng ngày cũng có nhiều điều này tiếng khác những chuyện chẳng hay cũng chẳng phải là chẳng có nhưng còn hai chữ giết người thì thật tình là không sao đương nổi nó với cái nhà ông mạnh bật khoa kia chưa hề quen biết chưa hề đi lại với nhau hôm nay không thù hôm khác không oán vương mắc gì mà lại phải đi giết ông ta mới được chứ nói xong bà lại khóc nhưng hàng xóm láng giềng lại nghĩ cái thằng cháu của bà ấy ngày thường cũng ăn chơi chắc táng chim gái thành thần chưa đứng đắn gì đâu rồi lại mạo danh tống hữu bạch lừa đảo chiếm đoạt văn nương được lần đầu lần thứ hai lại mò tới bị ông mạnh bật khoa vớ được tiếp bình như cuốn lên rồi trong lúc hoang mang hoảng sợ đã lỡ tay giết người đó cũng là một nhẽ nhưng cũng thật khó nói điều đó với bà tiết vì thế chỉ khuyên bà tiết ạ à, cứ nghĩ kỹ xem sao song cũng có những người hàng xóm lại cảm thấy rằng tiết bình như tuy là một kẻ chơi bời hiếu sắc nhưng cũng chẳng đến mức hung hãn côn đồ nên chuyện giết người chưa chắc anh ta đã dám làm vì thế họ hỏi bà tiết vậy thì bình như đã nói những gì với bà bà thử nghĩ xem hoặc là tìm kiếm lấy một người làm chứng cứu lấy anh ta bà tiết từ đầu chỉ biết mê mẩn khóc lóc nay bất chợt lại nghĩ ra rằng trước khi tiết bình như bị bắt đã nói cô đi bảo hồng ngọc cứu con vì thế vội vã lên tiếng hỏi hồng ngọc đã được về chưa nhỉ mọi người biết rằng bà tiết ở bên ngoài phòng xử án khi nghe tin tiết bình như bị khép vào tội tử hình bà lập tức ngất đi còn chuyện về sau hòa thân phán quyết tha cho tống hữu bạch văn nương lư hồng ngọc như thế nào bà không còn biết gì nữa nên họ nói về rồi đang ngồi lì ở trong nhà ấy bà tiết bèn xuống đất xỏ dày rẽ đám đông đi ra ngoài mọi người biết rằng bà tiết đi như thế là đi tìm lư hồng ngọc nên không ai ngăn cản gì mọi người còn túm tụm trong sân bàn tán một lúc nữa rồi ai về nhà nấy bà tiết loáng quáng bước vào sân nhà hồng ngọc và đập cửa hồng ngọc bị một trận kinh hoàng lúc chiều nên cứ ngồi ngây trên giường và như chết sắp đi không biết bao nhiêu lần, nay nghe có người đập cửa, cũng chẳng buồn trả lời. Có một bà ở sân nhà bên kia, thấy bà Tiết đập cửa bèn bảo, ở trong nhà đó, cứ vào đi, bà Tiết bèn kéo cửa, bước vào trong nhà. Lư Hồng Ngọc vẫn ngồi yên lặng trên giường, với đôi mắt thất thần. Bà Tiết cũng đã ngần ấy tuổi đầu, cho nên cũng biết được Tiết Bình như và Lư Hồng Ngọc có tình ý với nhau cho nên bà cũng rất thận trọng trong khi nói chuyện với Lưu Hồng Ngọc. Bà bắt đầu nói, cô Hồng Ngọc ơi, thằng cháu bình như của tôi ấy, khi bị bắt, cháu nó có nói rằng, cô có thể cứu được nó. Cô Hồng Ngọc, vậy chuyện này, nó ra làm sao? Hồng Ngọc nghe những lời nói đó, bất chợt, nỗi kinh hãi ngày hôm nay, cùng những ngọt ngào say đắm ngày xưa với Bình Như, đã dâng lên, quấn chặt lấy trái tim cô, khiến cô bật khóc nức nở những giọt nước mắt già nua của bà tiết cũng tuôn rơi lã chã rồi hồng ngọc vừa khóc lóc vừa đứt đoạn vắn dài kể rằng vào cái đêm ông mạnh bật khoa bị giết thì tiết bình như ngủ ở phòng cô bà tiết nghe xong rất lấy làm tiếc rằng tại sao lúc ở trên cung đường lư hồng ngọc lại không nói rõ điều này ra nhưng bà lại nghĩ rằng khi ở trên cung đường lư hồng ngọc cũng bị tra khảo cực hình cho nên không dám nói sau đó hai người bàn bạc việc cứu Tiết Bình Như. Bà Tiết suy nghĩ lâu lắm, rồi bất chợt bà vỗ đùi nói, có cách rồi, đó là việc bà Tiết và Hồng Ngọc đi ngăn kiệu bên ngoài phủ để kêu oan. Sáng ngày hôm sau, Lưu Dung từ buổi trầu buổi sáng trong chiều trở về, kiệu của ông vừa quạt vào ngõ lư thị được vài bước. Lưu Dung ngồi trong kiệu đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ gào to, oan uổng, oan uổng quá, Lưu Dung chợt nghe đã vội cao mày, nghĩ bụng, lại có chuyện phiền toái rồi đây đúng là muốn thành thơi một vài ngày cũng không làm sao có được. Từ trong kiệu, ông hỏi ra, văn thừa, xem xem có chuyện gì vậy, văn thừa đi, rồi trở lại đáp bẩm đó là gia đình nhà tiết bình như, người đã bị hòa thân, hòa đại nhân khép vào tội tử hình, ngăn kiệu, kêu oan. Liều Dung nói với giọng không vui, hòa đại nhân xét xử, phải đi mà ngăn kiệu hòa đại nhân chứ, đến tìm ta phòng có ích gì. Văn thừa đi trả lời người đàn bà nghe tiếng người đàn bà nói không dám văn thừa quay lại nói bọn họ nói không dám ngăn kiệu của hòa đại nhân ạ à. lưu dung nghĩ các người không dám ngăn kiệu của hòa đại nhân lại đem mọi việc đổ lên đầu lên cổ ta ta biết tính sau bây giờ đây nghĩ tới đó ông nói một cách chẳng vui vẻ gì văn thừa đi thẳng về phủ văn thừa ra lệnh cho phu kiệu khênh thẳng kiểu và phủ bỏ mặc bà tiết và hồng ngọc bên đường nhưng bà tiết đã tính toán chu đáo mọi bề rồi nếu như tiết bình như mà bị chém, thì cây nắm xương già trong những ngày cuối đời, biết trông cậy vào ai. Cho nên bà đã quyết một lòng, nên khi thấy Lưu Dung bỏ mặc không đoái hoài gì đến mình, và khi kiệu được lên vai về phủ, bà đã liều chết xông lên, giữ chặt lấy đòn kiệu, van xin, bẩm Lưu Đại Nhân, bẩm Thanh Thiên Lão Đại Nhân, xin người thương lấy người đàn bà hèn mọn này, kẻ hèn mọn này có người làm chứng, có đơn kêu oan. Lưu Dung ngồi trong kiệu nghe thế cũng thấy mềm lòng, nên nói với Văn Thừa. Văn Thừa, đưa họ về phủ, chờ ở cửa. Văn Thừa liền cho bà Tiết cùng Lư Hồng Ngọc đi theo kiệu, vào phủ đứng chờ ở cửa, còn mình đi vào trong. Lưu Dung về phủ thay áo, rồi bằng một ấm trà bước ra sân, bảo Văn Thừa cho bà Tiết và Lư Hồng Ngọc vào sân để hỏi han tình hình. Bà Tiết dắt theo Lư Hồng Ngọc bước vào sân, thấy Lưu Dung đang đứng ở giữa sân, hai người bèn quỳ ngay xuống. Lưu Dung nhìn hai người thấy bà Tiết rõ ràng là một người dân thường, còn người đàn bà trẻ kia, mặt mũi cũng vẫn còn xuân sắc, vóc dáng cũng khá là khỏe mạnh. Ông bảo, nói đi, bà Tiết liền nói lại một luật về đứa cháu mình là Tiết Bình như đã bị hỏa thân khép vào tội chết một cách oan uổng như thế nào. Lưu Dung nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói, bà bảo bà có đơn kêu oan, trình lên đây, nghe xong, bà Tiết liền rút từ trong ngực áo mình ra một lá đơn lá đơn này ai viết chính là do tay tiết bình như người mắc hàm oan viết ra tiết bình như là một con người phóng túng nên đã giao thiệp kết bạn khắp nơi do đó cũng có quen biết với đám nha dịch trong khi bắt giam trong ngực vẫn còn giữ trong người được một số bạc vụn nhờ bọn nha dịch kiếm cho giấy bút viết xong đọc lại một lần rồi đem tờ đơn kêu oan cùng số bạc vụn ấy đưa cho bọn nha dịch và ngay trong đêm đưa tới tay bà tiết Bà Tiết cũng vội vã thu vén lấy tí tiền bạc rúi cho bọn nha dịch, lót tay, nhận lấy lá đơn. Hôm sau, cùng với Hồng Ngọc đi ngăn kiệu Lưu Dung kêu oan. Nào ngờ, chờ đến hết đứng lại ngồi mà vẫn chẳng thấy kiệu của Lưu Dung đâu. Bà Tiết sợ làm nhiều lá đơn, nên đã đem nhét nó vào trong ngực áo, cất đi. Lại phải chờ đến hơn một canh giờ nữa, bỗng Lưu Hồng Ngọc giật giật áo bà, bà mới ngoảnh đầu lại, đã thấy chiếc kiệu đi tới nên quên đứt mất lá đơn giấu trong ngực áo. Rồi cứ thế trồm lên kêu oan, cho đến tận lúc này Lưu Dung mới nhận được đơn. Trước hết, Lưu Dung đọc lá đơn rất cẩn thận, lúc ấy Văn Thừa mới mang ghế tới, Lưu Dung ngồi xuống ghế, đọc lại lá đơn một lần nữa. Chữ nghĩa trong lá đơn viết rất viền truyền, thống thiết, chỉ mong sao được rửa oan, thoát tội. Tiết Bình như tuy là một con người phù du, phóng đãng, nhung chữ viết lại rất đẹp sau khi đọc đi đọc lại hai lần lưu dung cũng thấy xúc động nhưng lưu dung không dám để lộ sự xúc động đó ra trước mặt bà tiết nên làm mặt nghiêm trang hỏi người đàn bà kia người vừa nói có người làm chứng vậy người đó là ai bà tiết bèn đáp bẩm đại nhân người đó đây lư hồng ngọc khi đó lư hồng ngọc mặt đờ tới tai cúi đầu lưu dung hỏi lư thị người chứng minh ra sao về việc tiết bình như không giết người thực ra chuyện đó bình như đã viết đầy đủ trong đơn kêu oan rồi đêm đó anh ta ngủ chung giường với Lưu Thị và Lưu Thị có thể chứng minh được điều này chỉ có điều rằng hỏa thân khẳng định anh ta là tội phạm và không cho anh ta có cơ hội để biện bạch mà đã đánh phủ đầu bằng 40 hẻo rồi lại mang kẹp lại đau đớn không sao chịu đụng nổi nên đành phải nhận tội đồng thời còn nói thêm nếu không nhận tội tính mệnh cũng khó toàn lưu dung đọc đơn nhưng cũng cần thiết phải để chính Lưu Thị chấp nhận, nếu không sẽ gây hậu hòa. Lưu Thị cúi đầu, nhận rằng mình và Tiết Bình như vốn đã có tình ý với nhau từ lâu. Đêm hôm nghe tin Tống Hữu Bạch hiếp dâm Văn Nương, nên định đi gọi Tiết Bình như tới, để bảo anh ta đi chửi bới cho Tống Hữu Bạch một trận. Rồi sau đó hai người sẽ về với nhau, nhưng không ngờ, vào lúc canh ba, nửa đêm, Hồng Ngọc chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, chạy ra xem, mới biết mạnh bật khoa đã bị giết chết trước sau chi tiết đều kể lại hết liêu dung nghe xong gật đầu nói với hai người ta sẽ cố gắng hết sức mình để cứu lấy tính mạng cho tiết bình như nhưng các người cũng không nên nóng vội bởi nếu tiết bình như có bị chém thì cũng vào tận sau mùa thu kia bây giờ tạm thời bị giam trong ngục cho biết thế nào là khổ đó cũng là bài học về cái tính phong đãng của anh ta thôi hai người hãy cứ tạm về đi nói xong ông đi vào trong nhà đến lúc này bà Tiết mới cảm ơn dối rít còn Lư Hồng Ngọc xấu hổ, mặt đỏ như, hai người cùng đi ra khỏi phủ Hồng Ngọc bị Lưu Dung trục tiếp khiển trách, thấy rằng chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời nào nữa, nên suốt trên dọc đường về, chẳng nói năng gì. Sau khi chào bà Tiết, về nhà liền treo cổ lên tự tử. Lúc đó ở trong sân, có một bà chợt nghe thấy tiếng lịch kịch ở trong nhà, bà liền cất tiếng gọi, Hồng Ngọc, không thấy tiếng trả lời, bà chợt hiểu tất cả, bà lao vào trong nhà, đã thấy Hồng Ngọc đang treo lơ lửng ở đó. Bà cuống lên, chạy lại ôm lấy Hồng Ngọc, và đẩy người cô lên cao, rồi gào lên, cứu với, cứu với, mọi người đổ xô đến sân, hạ lư Hồng Ngọc xuống, rồi súng lại, người vuốt ngực, người xoa lưng, nhốn nháo, ẩm ý một hồi lâu. Lư Hồng Ngọc mới dần dần tỉnh lại, tỉnh lại là khóc. Hàng xóm thấy cô thật tội nghiệp, lại còn có chuyện không hay xảy ra, nên đã chạy đi tìm bà Tiết tới Bà Tiết nghe tin Hồng Ngọc thắt cổ tự tử Hồn bay phách lạc Bà nghĩ thằng cháu gặp nạn của mình Tất cả chỉ trông vào có một mình cô ấy Bà vội vã khóa cửa Thu xếp dọn đến ở chung với Hồng Ngọc Hai người nương tựa vào nhau Đôi lúc bà Tiết cũng cùng ngồi khóc với Lư Hồng Ngọc Đôi khi bà nói Hồng Ngọc à Đợi khi nào ta cứu được Tiết Bình như ra Thì hai cháu sẽ cưới nhau nếu thấy chẳng có chuyện gì, có thể cứ ở nguyên tại đây, còn như có sự gì phiền toái, ta bán nhà, rồi ba mẹ con đem nhau đi thật xa làm ăn. Hồng Ngọc nghe vậy, vừa cảm động vừa thấy chua xót. Thế là hai cô cháu ôm nhau khóc, khóc chán, bà Tiết lại nói, trước đây, cô còn có một chiếc thoa bằng bạc, vốn là của mẹ Tiết Bình như trước khi chết, giao lại cho cô giữ, coi như một kỷ vật. Giá như bây giờ mà còn, cô đem cho lại cháu thì hay biết bao nhiêu. Hồng Ngọc nghe vậy, cũng hỏi cho có chuyện, thế bây giờ cái thoa ấy ở đâu? Bà Tiết giận dữ nói, nó đã bị cái thằng chết dẫm hai hốn ở ngõ tiền ấy, cướp đi mất rồi. Lư Hồng Ngọc cũng chẳng quan tâm tới chuyện cho thoa bằng bạc đó lắm, nên lại nói sang chuyện khác. Bây giờ ta lại quay lại nói chuyện về Lưu Dung, kể từ lúc bà Tiết đưa Lư Hồng Ngọc ra về, đầu ông vẫn không rời khỏi lá đơn kêu oan của Tiết Bình Như, ông đi đi lại lại ở trong nhà bụng nghĩ, cái vụ án này rõ thật là rắc rối, lôi thôi. Lưu Quế định án có chứng cứ, nhưng rõ ràng, là oan uổng cho Tống Hữu Bạch. Thân lại tóm lấy Tiết Bình Như, cũng lại có chứng cứ, nhưng lại vẫn là oan. Vậy thì cái nút của vụ án này nằm ở đâu? Trong lúc ông đang suy nghĩ như thế, Văn Thừa cùng với Trương Thiên Hoành đã ở giữa sân. Văn Thừa hô lên, sai nhân của Hòa Phủ, đưa thiếp mời tới, Lưu Dung vội bước ra khỏi nhà thấy Trương Thiên Hoành cầm một tập thiếp mời, lần lượt đưa tới từng nhà. Lúc đó, Trương Thiên Hoành bước lên, cúi lạy nói bẩm lão ra, hòa đại nhân sai tôi đi đưa thiếp mời. Ngày kia hòa đại nhân làm lễ mừng thọ, mời lưu đại nhân nhất định tới dự. Lưu Dung nhận tấm thiếp mời, nói xin cảm ơn đại nhân bên nhà ngươi. Trương Thiên Hoành cúi chào nói lưu đại nhân đã nhận thiếp, tôi xin cáo từ, nói xong lại vừa cúi chào, vừa lui ra lưu dung nói văn thừa tiễn khách lưu dung cầm tấm thiếp hồng bước vào trong nhà lưu dung đăm đăm nhìn tấm thiếp hồng ấy một lát ông như chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó ông vội vã gọi văn thừa văn thừa bước vào phòng và hỏi xem có việc gì lưu dung bảo văn thừa ta cần anh làm hai việc việc thứ nhất anh phải thuê người làm gấp cho ta một bức hoành phi chờ lệnh mang đến hòa phủ có việc phải dùng tới việc thứ hai lưu dung nói hết mọi sự với văn thừa Văn Thừa gật đầu. Đó là việc Lưu Dung phái người đi làm, tay trong, để dò xét sự thực về Tiết Bình Như. Nay lại nói đến Tiết Bình Như kể từ khi bị giam vào trong ngục, ngay ngày hôm đầu đã nhờ người đem đến cho giấy bút, ngồi suốt đêm viết đơn khiếu oan, rồi lại nhờ được bọn nha dịch đưa đến tận nhà, để bà Tiết tìm cách cấp cứu. Từ đó về sau, hàng ngày ngồi băn khoăn ngóng chờ tin tức, mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Và nghĩ, cô ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà quê mùa, liệu có được cách gì? Khi nghĩ tới đó mới thấy vô cùng thất vọng, suốt ngày nước mắt chan cơm, mới thấy hối hận về lối sống phủ phiếm của mình. Xong còn có điều anh ta nghĩ mãi mà vẫn không sao tự giải thích được đó là việc, anh ta đã đem nhét chiếc ví vào giữa đống gạch vụn, làm sao mà lại nằm trong tay mạnh bật khoa được. Không tự giải thích được, nên anh ta càng thất vọng hơn. Hôm đó, cửa nhà ngục bỗng đột ngột mở ra. Tiết Bình như thấy có một phạm nhân mới, thấy bỡ ngỡ, chẳng quen thuộc, nên cũng chẳng dám hỏi han gì. Ngồi ngắm nhìn một lát, mới thấy rằng, người tù mới đến này, mặt mày béo tốt và thấy chẳng có vẻ gì như đã bị tra khảo. Người tù mới này cũng chẳng có gì là hung hãn, và cũng chẳng hề thấy bặm môi trợn mắt bắt nạt gì mình, mà chỉ thấy cứ đi đi lại lại một mình, hình như bị, choáng, vì lần đầu bước chân vào ngục thất. Tại sao lại gọi là bị, choáng? Bởi vì, tất cả những người từ tù, đều bị đeo một đôi kiềng rất nặng, kéo là trên mặt đất, phát ra những tiếng loàng xoàng đôi vòng của bộ kiềng tròng và đôi cổ chân, văng đi bật lại, chẳng mấy lúc đã làm ra thịt trên đôi cổ chân tuết ra, thịt rách tơi, và máu chảy thành dòng. Tiếp Bình như vẫn là con người tốt bụng, liền đem sợi dây thừng cùng đôi đệm chăn dự trữ của mình ra lặng lẽ đưa cho người bạn tù mới tới. Người bạn tù ấy nhận lấy và gật gật đầu với Tiết Bình Như, sau đó ngồi xuống, lấy sợi thừng buộc chặt đôi kiềng, và nhét chặt nhũng chiếc đệm vào bên trong. Làm xong, người đó bèn rút từ trong áo của mình ra một chiếc bánh bột mỹ, đưa cho Tiết Bình Như, Tiết Bình Như nhận tấm bánh, hơi ngỡ ngàng, vì chiếc bánh vẫn còn hơi ấm ấm. Hai tay bẻ đôi chiếc bánh, mùi mì thơm sộc ngay lên mũi, vội vã ăn ngon lành như một con hổ đói. Sợi dây thừng và những chiếc đệm kiềng có ích gì? xin chớ coi thường sự tầm thường nhỏ bé của nó, vì khi đã vào đến trong ngực, thì đó là những thứ báu vật. Những chiếc kiềng chân đó, đều được rèn bằng sắt, nên khỏi nói đến sự lạnh lẽo, nặng nề của nó. Nhưng nếu đem một đầu thừng, buộc vào cái vòng sắt tròng trên cổ chân rồi lấy tay mà kéo nhấc lên, là không phải kéo lê đôi kiềng bằng chính đôi cổ chân mình nữa. Còn những chiếc đệm, đem nhét vào bên trong chiếc vòng sắt tròng trên cổ chân thì miếng đệm được may bằng vải đó đỡ cho đôi cổ chân không bị cọ sát, và đập vào chiếc vòng sắt, sẽ không bị tuột ra, rách thịt, đau đớn. Sợi thùng và những miếng vải đệm ấy, vốn là vật có sẵn trong ngục thất. Nhưng những người từ tù bình thường muốn có được nó, thì bọn giám ngục sẽ đưa cho nhưng với điều kiện là chúng đã lừa đảo, ép buộc nhũng gia đình của người tù phải lòi tiền ra cho chúng trước. Nếu không, bị đau đớn, mặc xác anh, nhung với tiết bình như lại khác bọn giám mục thấy anh ta là thư sinh mặt mũi hiền lành, ngày ngày khóc lóc như mưa như gió, nghĩ chắc anh ta bị oan uổng. Và lại, lại có bạn bè của Tiết Bình như đến đốt lót, nên họ đã cho Tiết Bình như những hai bộ dây, đệm. Một bộ dùng ngay, một bộ dụ chữ, một sợi dây thừng, hai miếng đệm kiềng, đem tặng cho người bạn tù, mới, chứng tỏ thiện trí của anh ta. Người bạn tù, mới kia lại biếu lại một tấm bánh cũng gọi là chứng tỏ tấm lòng thành của người ấy nên hai người bỗng như trở thành bạn cũ đã từ lâu sau khi nói qua cho nhau biết về tuổi tác thân thế và gia đình thì chẳng còn chuyện gì mà họ không nói với nhau nữa tiết bình như đã đem hết mọi chuyện đi gian dâm với văn nương rồi bị mắc hàm oan nói tỉ mỉ cho người bạn tù nghe hết thì ra kể từ cái đêm tiết bình như đến ngủ chung với lư hồng ngọc rồi được nghe chuyện văn nương say đắm tống hữu bạch bèn nghĩ ra một quỷ kế. Tuy Tiết Bình như chẳng phải sinh ra trong một gia đình giàu có, sung túc gì, nhưng cũng đã được đôi ngày học hành, và cũng được coi là người tài hoa. Đã có những cô gái không biết sống an phận, lại thấy anh ta có vẻ phong lưu công tử nên giả bắt tình với anh ta, khiến cho Tiết Bình như càng thấy như mình đúng là một người được sinh ra trong số phận phong lưu, nên hàng ngày nghĩ tới hai chữ dâm và sắc. Tiết Bình như mê Văn Nương cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai gì. Cô Văn Nương vừa tròn 17 tuổi, đẹp như hoa như ngọc, lại là con gái trinh, làm gì có chuyện Tiết Bình như không yêu thầm trao trộm. Song dù sao cũng còn vướng chuyện Lưu Hồng Ngọc có họ hàng, thân thích, với Văn Nương. Hơn nữa nhà Văn Nương lại ở ngay xế cửa nhà của Lưu Hồng Ngọc, nên vẫn sợ, lâu ngày lộ ra mà Lưu Hồng Ngọc biết chuyện sẽ xảy ra. Vì thế việc đó vẫn cứ tạm thời để đấy, trong đêm hôm đó khi nghe Lư Hồng Ngọc muốn nhờ anh ta trong việc mối lái với Tống Hữu Bạch, thì cái gan ham gái của anh ta bỗng to hẳn lên. Bụng nghĩ, anh chàng Tống Hữu Bạch kia vốn là một anh tú tài, nếu có đến tỏ tình, chắc chắn Văn Nương không thể chối từ. Cho nên tốt nhất, ngày mai, mình cứ giả làm Tống Hữu Bạch, làm gì có chuyện phải về không? Tiết Bình như đã phải nóng lòng sốt ruột biết bao nhiêu mới chờ nổi đến canh hai đêm hôm sau, trèo qua tường là đến ngay cửa sổ phòng ngủ của Văn Nương và sau một hồi kiên trì tán tỉnh, nịnh bợ Văn Nương, cuối cùng, Văn Nương cũng đã mở cửa ra. Anh chàng Tiết Bình như cũng đã chiếm đoạt được Văn Nương, mà lại liên tục, đánh đến hai trận liền, rồi mới nhảy tường chạy trốn. Về đến nhà, nằm trên giường vần vò nghịch ngợm chiếc ví tiền mà Văn Nương đã tặng cho, rồi tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp, bụng nghĩ, từ nay về sau, cứ mỗi hôm đến kiếm chác một lần. Từ sau sớm muộn gì thì Hồng Ngọc cũng sẽ biết. Nhưng khi ấy gạo đã thành cơm, còn lo gì việc Văn Nương từ chối. Còn như với Hồng Ngọc ư, một khi mình đã thực bụng muốn lấy Văn Nương rồi, chỉ việc cắt đứt việc đi lại với cô ta là xong. Lẽ nào một người quả phụ yêu đương vụng trộm, mà dám làm ẩm ĩ xóm làng lên cho mọi người cùng biết, như vậy đâu có được. Nghĩ tới đó, Tiết Bình như lấy làm đắc ý lắm, lại nghĩ đến chuyện mây mưa trong đêm mai, và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Này lại nói đến ngày hôm sau, khi Lư Hồng Ngọc biết được chuyện Tống Hiếu Bạch hiếp dâm văn nương, thì nổi giận đùng đùng, ngay lập tức đi tìm Tiết Bình Như, nhưng, mới đi được nửa đường bỗng nhiên thấy ngài ngại. Nghĩ, mình là đàn bà quá, làm sao lại có thể chạy sộc vào nhà anh ta được? Nghĩ đi nghĩ là thấy không ổn, và trong khi còn đang do dự như vậy, đã nhìn ngay thấy bà Tiết đang từ trong sân đi ra. Lư Hồng Ngọc biết rằng, Nhà Tiết Bình như chỉ có hai cô cháu sống nương tựa vào nhau, trong nhà sẽ không còn ai nữa. Cô bèn tránh mặt sang một bên, đợi cho bà Tiết đi xa. Xong, lại có cả một đám người đang đứng ngay trước cửa nhà họ Tiết nói nói cười cười với nhau, nên chỉ đành nén lòng đứng đợi, đi đi lại lại, loanh quanh mất đến nửa canh giờ, đám người ấy mới đi cho. Nhìn xung quanh không thấy còn ai nữa, bèn lẻn vào cổng, rồi đi thẳng vào trong nhà Tiết Bình như anh chàng tiết bình như vì đêm qua về muộn, nên gần trưa rồi, mà vẫn chưa chịu thức giấc. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chân người đi về phía mình, nên sợ hãi, cuống cuồng nhét ngay chiếc ví theo vào trong áo. Vừa rút then cửa, đã thấy Lư Hồng Ngọc. Lư Hồng Ngọc vừa tới gần, đã lên giọng mát mẻ. Việc anh làm hay lắm, giỏi lắm đây. Tiết bình như mới nghe đến đấy, đã sợ đến vãi linh hồn, vì cho rằng việc mình làm với Văn Nương đã bị bại lộ rồi nhưng trên miệng vẫn cứ cố cãi sao anh làm sao lư hồng ngọc biết rằng không thể nấn ná ở đây lâu nên chỉ nói tối nay anh sang bên tôi nếu anh không sang tôi sẽ lột ra anh cho mà xem nói xong đi thẳng ra cửa nhìn xung quanh thấy không có ai bèn cắm cúi đi một mạch về nhà lại nói về tiết bình như kể từ lúc lư hồng ngọc ra về bụng nghĩ thế là hết lư hồng ngọc đã biết chuyện mình với văn nương mất rồi nằm trên giường mà cứ như người chết rồi. Nhưng sau nghĩ lại, thấy chẳng có gì phải sợ đêm nay, quá lắm, chỉ cãi nhau một trận kịch liệt là cùng chứ gì. Ngày mai sẽ nhờ người đến xin hỏi Văn Nương, ừ thì cái con mụ quá lư hồng ngọc ấy, liệu làm gì được mình chớ? Nghĩ tới đó, Tiếp Bình như lại nằm khoèo ở nhà, trong bụng cũng thấy yên yên. Đến tối, lại nằm trên giường đọc sách chừng nửa canh giờ, khi thấy bà cô đã ngủ kỹ, mới tắt đèn, chuồn ra khỏi nhà đi thẳng tới nhà lư hồng ngọc đi được độ nửa đường chợt nhìn thấy một bóng người lướt qua mặt phố bụng nghĩ thế là toi rồi giờ này còn ai đi ở ngoài đường nhưng chẳng nghĩ được nhiều hơn nữa và đi thẳng tới nhà lư hồng ngọc khi sắp tới nhà lư hồng ngọc bỗng nhiên chạm phải chiếc ví nằm trong áo ngay lập tức sợ đến toát mồ hôi nghĩ dù rằng lư hồng ngọc đã biết chuyện mình với văn nương rồi tốt nhất vẫn là đừng cho ả nhìn thấy chiếc ví này nhưng quay trở lại nhà để cất chiếc ví thì thật là chuyện thừa. lúc đó lại nhìn thấy một đống gạch vỡ ở góc tường nên đi tới nhặt ra mấy viên gạch đem dối chiếc ví vào trong đó lại nhặt gạch phủ lên rồi mới vào gõ cửa. vừa trông thấy mặt tiếp bình như lư hồng ngọc lại mắng việc anh làm hay thật giỏi thật vừa nói vừa kéo anh ta ngồi phịch xuống giường rồi đem ngay việc tống hữu bạch hiếp dâm văn nương ra kể lại rất tỉ mỉ. Lư hồng ngọc càng nói càng tức giận, còn tiết bình như càng nghe càng khoái. một người thì tức giận vì tống hữu bạch bậy bạ, một người thì khoái vì cái việc xấu xa kia chưa bị lộ. tiết bình như sau khi nghe xong, thấy lòng sởi lời hẳn ra và nói để hạ hỏa. lưu hồng ngọc như như thế thì đã làm sao nào? đấy chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi. bất quá là bảo tống hữu bạch đem cái lễ ăn hỏi tới là xong. nói thế xong, rồi quay ra ngon ngọt dỗ dành, mãi Lư Hồng Ngọc mới dịu đi. Lư Hồng Ngọc cũng cho thế là phải, gạo đã thành cơm rồi, còn biết tính sao khác được. Nhưng vẫn còn nặng lời chửi bới một hồi nữa, rồi mới ngả người xuống giường với tiếp Bình Như. Hai người liền lau vào cuộc truy hoan, sau cuộc trăng gió mây mưa đó, hai người mới lăn ra ngủ. Cho đến khoảng canh ba, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, làm cho Lư Hồng Ngọc đang ngủ phải bật dậy, sợ đến dựng tóc gáy. Lư Hồng Ngọc lắng nghe, rồi nói, nghe tiếng như văn nương đang khóc, chưa biết chừng cái thằng Tống Hữu Bạch chết chém kia, lại mò đến gây chuyện cũng nên. Nói xong liền khoác áo, sỏ giày đi ra, tiết bình như vẫn còn đường mơ mơ màng màng, nói, ngủ đi, ai cũng kệ mẹ chúng nó. Lư Hồng Ngọc nói, anh cứ ngủ tiếp đi, em đi một lát rồi về. Mở cửa, lúc đó ở ngoài phố, cũng đã có một vài người thò đầu ra nghe ngóng. Lư Hồng Ngọc bèn rủ người cùng đi song những người gan dạ nhất cũng chỉ có vài ba người là cùng họ theo bước vào sân nhà văn nương vừa bước vào sân ai nấy đều trợn tròn miệng ha hốc ông mạnh bật khoa nằm gục trong vũng máu đã tắt thở từ lâu chân tay mọi người đều luống cuống có người vực văn nương dậy có người chạy đi báo quan nhốn nháo hồi lâu cho đến khi trời tờ mờ sáng mọi người mới thu xếp xong mọi việc và phố phường lại trở lại sự yên tĩnh thường ngày lư hồng ngọc về tới nhà Tiết Bình như cũng đã thức giấc. Lúc đó, bên ngoài lại bắt đầu náo động hẳn lên. Ông Mạnh bật khoa bị người ta giết chết. Tiết Bình như nghe tin mà như nghe chuyện đâu đâu. Vẫn nằm co quắp trong chăn đợi Lư Hồng Ngọc. Bụng nghĩ, kể cũng kỳ lạ thật. Chuyện thế này là thế nào nhỉ? Cái nhà ông Mạnh bật khoa ấy. Hàng ngày trả bồn, cơm hầm, không tranh chấp, cãi cỏ với ai. Vậy thì ai là người có thù hận với ông ta? Tiết Bình như nghĩ lâu lắm mà nghĩ vẫn chẳng ra, thế rồi lại mơ màng, chập chờn ngủ đi. Lư Hồng Ngọc về nhà, Tiết bình như hỏi lại cho rõ ngọn ngành, thấy trời cũng đã tờ mờ sáng, bảo rằng cũng nên về thôi. Lư Hồng Ngọc ngăn lại nói, anh định chết hử, nhà đằng trước có người bị giết, mà vào giờ này, anh lại đi lung tung ra phố. Tiết Bình như hỏi, thế thì đến bao giờ anh mới về được, tính sau, nói xong, tắt đèn, chui vào giường ngủ tiếp, đến sáng bạch, bọn nha dịch với người khám nghiệm tử thi mới tới. Xem xét tử thi, rồi ghi ghi chép chép. Khi ấy bốn bên hàng xóm đều đã vây chặt xung quanh, đứng xem. Lư Hồng Ngọc thấy thời cơ đã tới, lúc ấy mới cho Tiết Bình như ra về. Tiết Bình như ba chân bốn cũng chạy về nhà, về sau, nghe tin Tống Hữu Bạch đã bị bắt, quy án. Tiết Bình như bỗng thấy mình như con kiến trên miệng chảo nóng, nghĩ Tống Hữu Bạch không có chiếc ví theo kia, làm sao lại là hung thủ giết người rồi lại nghĩ, lẽ nào anh ta lại trông thấy mình giấu chiếc ví vào trong đống gạch vỡ, nhặt lấy, rồi vì chuyện gian dâm mà giết người. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng mới thấy rằng, số mệnh con người là do ông trời định đoạt, nói ít là hơn. Nếu không, nói bung ra, người ta sẽ hỏi mày, cái thằng tiết bình như ấy, lấy đâu ra chiếc ví. Không ngờ, xét đã nổ giữa lúc trời quang mây tạnh, Lư Hồng Ngọc bị bắt trước, rồi đến tiết bình như bị bắt sau. Trước cung đường, hòa thân sớm đã nhận định rằng, Tiết Bình như là hung thủ, nên không cho cãi, cãi cũng không nghe, Tiết Bình như lòng dạ dối bời bời, chỉ nói rằng, chiếc ví đã đánh rơi mất, không ngờ hòa thân đã dùng ngay tới đại hình tra khảo, đầu tiên là đánh hèo, sau đến kẹp ngón tay, thực tình là không sao chịu đựng nổi, nên đành nhận tội sát nhân, bị giam vào ngục tử hình. Người bạn thì đó nghe xong, gật gật đầu, tỏ lòng thông cảm đồng thời lại khuyên tiết bình như hãy cố tĩnh tâm đọc nhiều kinh phật sáng sớm ngày hôm san đã thấy ngục tốt mở cửa nhà giam thả người tù kia ra khi bước chân ra khỏi cửa ngục người bạn hoạn nạn còn nói với tiết bình như ta sẽ gặp nhau bên ngoài nhà ngục tiết bình như cũng mang đầy hy vọng nói theo gặp nhau ở bên ngoài sau khi người bạn hoạn nạn kia bị dẫn đi tiết bình như bỗng cảm thấy nhớ nhớ người đó ở nơi tù ngục khó mà có được một con người thấu hiểu nhân tình đến thế, đã trò chuyện với mình suốt một đêm. Nhưng Tiết Bình như đâu có hiểu được rằng, ngươi, bạn tù, ấy, chẳng phải ai khác, mà chính là Văn Thừa, người tâm phúc của Lưu Dung, do chính Lưu Dung phái tới. Văn Thừa về tới Lưu Phủ, liền đem tất cả những điều đã dọ thám được đêm qua, tường thuật lại thật đầy đủ cho Lưu Dung nghe. Trong lòng Lưu Dung như vụt lóe sáng, ngày mai chính là ngày hòa thân thiết tiệc mừng thọ lưu dung sẽ nhân bữa tiệc mừng thọ này mà đấu trí cùng hòa thân